chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn không không không, Ikawa lắc lắc ngón tay. Anh còn nợ tôi 10 hành giả hợp pháp cường tráng khỏe mạnh. Đây là thứ anh hứa hẹn cho tôi. Chờ anh mang hành giả hợp pháp bắt tới đây cho tôi. Tôi mới có thể tiến hành giao dịch một bước tiếp theo với anh. Vì thay anh ngăn trở Phó Thanh Dương, tôi đã bị thương không nhẹ. Phó Thanh Dương không hổ là cường giả số một số 2 của thế hệ trẻ tuổi ngũ hành minh. Nói tới đây, sắc mặt cô chợt toát ra ửng hồng, kẹp chặt hai chân, si mê nói. Kiếm thế của hắn không thể ngăn cản, như núi đổ, như sóng thần quá sướng, đây mới là cực hạn thể nghiệm. Lý Hiền Tông nhìn vẻ mặt bệnh trạng của đối phương, trong lòng mắng một tiếng, biến thái. Được, tôi sẽ ở trong nửa tháng bắt đến cho cô mười hành giả hợp pháp. Hắn cần lấy được đạo cụ nhằm vào linh thể đẳng cấp cao, cho dù là vật phẩm tiêu hao, chỉ có như vậy mới có thể đối phó con bài chưa lật của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước khi phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra, hắn phải tận khả năng tăng lên bản thân. Săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đầu tiên là có thể rèn luyện bản thân nhanh chóng nâng cao mình tiếp theo tiền thưởng hậu hĩnh tiền thưởng và đạo cụ đủ mê người cuối cùng đạo cụ trên người tiểu tử đó rất nhiều dầu chảy mỡ cho dù không có nhiệm vụ thí luyện lần này Lý Hiền Tông cũng sẽ thử săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn Khách sạn Hoa Vũ quán cà phê có được ban công lộ thiên dưới ô che nắng Tạ Linh Hi cầm muỗng nhỏ bằng bạc nhẹ nhàng quấy cà phê đá ở vách chén va chạm ra tiếng vang thanh thúy Nguyên Thủy ca, ca anh rất lâu chưa liên hệ em rồi tạ linh hy bĩu môi ấm ức nói người ta ở lại tùng hải vì anh đấy nhưng anh vì sao luôn lạnh nhạt với em vậy trương nguyên thanh đối diện cái bàn nhỏ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như thế vậy là anh không đúng anh không nên lạnh nhạt em đi anh đưa em trở về phòng để em biết ca ca nóng bao nhiêu đáng ghét bé trà xanh che miệng cười khẽ bỗng nhiên cau cái mũi nói nguyên thủy ca ca anh bộ dạng này không đẹp trai một chút nào em vẫn là thích bộ dáng ban đầu của anh trương nguyên thanh lại dịch dung thành vương thái bộ dáng chất phác ngũ quan bình thường vẻ mặt không giỏi quan hệ thuyền cẩn thận dùng vạn năm em hẳn là biết lý hiển tông đã nhằm vào anh trương nguyên thanh uống một ngụm cà phê tạ linh hy liền nói nguyên thủy ca ca em nghe nói anh ngày hôm qua một mình một ngựa sông vào bệnh viện bằng sức một người đánh gục kẻ bắt cóc cuốn lấy lý hiển tông làm ra cống hiến thật lớn cho chính phủ giải cứu con tin thật lợi hại nha chương 332, thăm dò cung chủ 2. Nhìn xem, đây là chỗ tốt của trà xanh, trương Nguyên Thanh thở dài nói, mặc kệ thế nào, vẫn là bị giáo huấn, anh cùng Lý Hiển Tông tranh lệch rất lớn. Bởi vì Nguyên Thủy ca ca còn chưa tới cấp 3 mà, chờ anh lần sau từ trong linh cảnh đi ra, liền có thể dễ dàng đánh bại Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hy một tay chống má, một tay quấy cà phê, dưới lông mi thật dài, là đôi mắt long lanh sáng ngời. Em vẫn rất tin tưởng Nguyên Thủy ca ca trong lòng trương nguyên thanh không hiểu sao thấy thoải mái em là sử dụng trấn an đối với anh phải không nào có người ta nói đều là lời thật lòng mà cà phê ở trong lúc tạ linh hy thổi phồng dần dần uống hết tâm tính trương nguyên thanh đã hoàn toàn khôi phục không còn uể oải cùng nặng nề năng lực trấn an của nhạc sĩ quả thật không tệ nhưng trả giá chính là độ hảo cảm của mình đối với tạ linh hy tăng lên không ít trương nguyên thanh đánh giá trong lòng mây đen đã tan hết lúc này Tạ Linh Hy cầm lấy túi sách tinh xảo đặt ở bên cạnh bàn, mở ra khóa kéo, lấy ra một khối ngọc thạch màu đen, bên trong chảy xuôi hào quang mộng ảo. "Nguyên Tùy Kaka, ca ca, đây là quà của em." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, "Em muốn tặng nó cho anh." "Dù sao em cũng không dùng đến mà." Tạ Linh Hy thản nhiên nói, em một cô gái nhỏ nhu nhược lại đáng yêu, rời xa phân tranh, cầm ngọc phù cũng là lãng phí, không bằng tặng cho Kaka. Ca ca. "Món quà này có chút quý trọng." trương nguyên thanh tuy âm thầm nghĩ như thế nào lừa lấy ngọc phù của cô nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi không có ý tứ muốn hóa thành thực tế xem ra cô ấy cũng lo lắng mình bị lý hiển tông ám sát mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào hiện thực tranh lệch là chân thật tồn tại tính tới trước mắt chính phủ cũng tốt bạn bè cũng thế thậm chí hành giả hoang dã không liên quan đều không cho rằng hắn là đối thủ của lý hiển tông đều cảm thấy nguyên thủy thiên tôn bị lý hiển tông nhằm vào có phiền toái lớn tự em giữ đi anh còn chưa xuống dốc đến một bước này. Trương Nguyên Thanh đẩy Ngọc Phù về, hắn sợ mình sau khi đạt được Ngọc Phù, mất đi quyết tâm cùng nghị lực đập nồi dìm thuyền khổ luyện võ thuật chiến đấu. Tạ Linh Hy không tiếp tục khuyên bảo, thu hồi Ngọc Phù, nhỏ giọng nói. Nguyên Thủy ca ca, cung chủ tỷ tỷ cũng ở khách sạn, chị ấy muốn gặp anh. Hả, tỷ tỷ xinh đẹp giống như người điên kia cũng ở khách sạn. Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nhủ may mắn mình là đeo mặt vương thái đến, nếu lấy mặt mũi thật xấu hiện, kẻ điên kia nổi sắc tâm, lột ra mặt mình thì không ổn. Tạ Linh Hy đứng dậy, kéo cánh tay Nguyên Thủy ca ca, rời khỏi quán cà phê, quay về phòng. Tới ngoài phòng Tổng thống, Tạ Linh Hy nhét thẻ cửa vào trong tay Trương Nguyên Thanh, thấp giọng nói. Anh vào đi, Trương Nguyên Thanh thấy cô không có ý tưởng đi cùng, hỏi em không vào. Tạ Linh Hy liên tục lắc đầu, nhượng bộ lui binh. Em gái à, bộ dáng này của em khiến anh không hiểu sao thấy hoảng hốt nha. Trương Nguyên Thanh nhìn theo bé trà xanh bước nhanh rời khỏi, hắn chưa lập tức quẹt thẻ, mà là lấy ra con mắt kẻ quan sát. Nói tới, hắn mãi chưa có cơ hội sử dụng đạo cụ này, nhìn trộm suy nghĩ trong lòng đại lão. Vừa lúc thử xem thái độ của vị chỉ sát cung chủ này đối với mình, cùng với trong lòng của cô rốt cuộc điên cuồng tới trình độ nào. Trương Nguyên Thanh đeo kính dâm, quét mở cửa phòng, tít tít, cửa phòng mở ra, tiến vào lối đi vào phòng, hắn ở sau bàn đối diện cửa phòng, thấy chỉ sát cung chủ mặc váy dài cổ trang đỏ thấm, ngực cùng tay áo dùng chỉ vàng theo ra hoa văn đám mây cùng hoa văn rồng hoa mỹ mà có ý nhị cung chủ muốn gặp tôi trương nguyên thanh gật đầu ra hiệu dưới mặt nạ màu bạc đôi mắt linh động sáng ngời đánh ra hắn khẽ cười nói bị lý hiền tông đánh một trận tâm tính bảo trì không tệ tôi còn tưởng rằng cậu sẽ uể oải vài ngày cơ cái này không phải tìm đến tạ linh hy trị liệu tâm lý sao trương nguyên thanh trả lời cô bé rất biết an ủi người ta ở cùng cô ấy luôn không hiểu sao thấy vui vẻ Nói xong, quan sát đối phương, hắn sâu sắc bắt giữ được một ít chi tiết. Ánh mắt của cô ấy nói cho mình biết, cô ấy không quá vui, cảm xúc của cô ấy là nhằm vào mình. Mình chưa trêu vào cô ấy nha. Chỉ sát cung chủ ngồi ngay ngắn sau bàn, thưởng thức tay áo, nhẹ nhàng nói: "Tôi sắp tới cần rời khỏi Tùng Hải, Bắc Thượng làm việc, trước khi đi, cần tôi thay cậu làm thịt Lý Hiền Tông hay không?" "Tôi cũng không muốn trở về Tùng Hải, lại nghe nói cậu chết ở trong tay Lý Hiền Tông." dù sao cậu là trai bao tôi nhắm sẵn mà. Tạ Linh Hy là em gái tôi tương đối thích, cậu ngày thường thân cận với nó nhiều một chút. chương 333, thăm dò cung chủ ba. Sự lo lắng của cô là thật, không phải trêu chọc, nhưng lại cất giấu cảm xúc tương đối phức tạp, tựa như là không muốn mình gật đầu đáp ứng cô ấy bảo mình thân cận nhiều với Tạ Linh Hy, nhưng giọng điệu cùng ánh mắt lại mang theo một tia cảnh cáo. Cô chịu giúp tôi, ánh mắt Trương Nguyên thanh sáng lên, chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu, 5 triệu, Tôi thay cậu giết hắn. 5 triệu, tôi cho dù bán mình cũng không kiếm được 5 triệu nha. Ồ, cô ấy lúc nói 5 triệu, vì sao có khoái cảm trả thù. Trương Nguyên Thanh đánh giá cô, lại phân tích ra ý nghĩ mới của đối phương. Cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm mắt kính của mình, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm. Không ổn, cô ấy muốn đánh mình, cô ấy phát hiện mình đang nhìn trộm cô ấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, không biểu lộ gì cả tháo xuống mắt kính, nói: "Không cần ta mình phiền toái, mình sẽ giải quyết. Nghe vậy, chỉ sát cung chủ ánh mắt loan hẳn lên, tựa như cực kỳ hài lòng câu trả lời của hắn, cười nói. Muốn trở thành cường giả một mình chống đỡ một phía, luôn dựa vào ngoại lực là không được, con đường lên đỉnh cần tự mình đi ra từng bước một. Lý Hiền Tông là một kẻ địch mạnh, nhưng không phải kẻ địch không thể chiến thắng. Cậu nếu bởi vì thảm bại trong bệnh viện mà sinh ra sợ hãi e ngại, đáp ứng giao dịch của tôi, vậy tôi sẽ rất thất vọng cô ấy vừa rồi quả nhiên là đang thử mìn. Chỉ sát cung chủ lại nói, cậu đi đi, giúp tôi gọi con bé chết tiệt kia lên. Cái này mình không cần mắt kính cũng có thể nhìn ra ác ý của cô, bé trà xanh đáng thương. Trương Nguyên Thanh gật đầu, rời khỏi phòng. Hắn vừa ra khỏi phòng, rẽ đến cạnh thang máy, liền thấy tạ Linh Hy vẻ mặt thú vị ác ý chờ ở nơi đó. Ô, Nguyên tùy ca ca nhanh như vậy đã đi ra. Vẻ mặt cô thất vọng, không cam lòng nói, cung chủ tỷ tỷ chưa bắt nạt anh sao cô ấy vì sao phải bắt nạt anh trương nguyên thanh hỏi chị ấy chính là như vậy chị ấy thích bắt nạt người khác động cái là treo người ta lên người ta đã chuẩn bị xông vào cứu vớt nguyên thủy ca ca cô ấy thường xuyên bắt nạt em vâng chị ấy vừa mất hứng liền lấy em xả giận mỗi lần muốn bắt nạt em liền gọi em con bé chết tiệt ồ thì ra con bé chết tiệt là em à nguyên thủy ca ca có ý tứ gì nụ cười trên mặt tạ linh hy chậm rãi biến mất Trương Nguyên Thanh thương hại liếc cô một cái, cung chủ vừa rồi nói, đi giúp tôi gọi con bé chết tiệt qua đây. Khuôn mặt nhỏ của tạ Linh Hy tái nhợt, Trương Nguyên Thanh rời khỏi khách sạn Hoa Vũ, đội mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai theo dõi, lúc này mới nhét tay vào túi, dọc theo bên đường mà đi. Buổi chiều, hắn tính tìm quan nhã học tập võ thuật chiến đấu, đây là điều sáng nay hẹn sẵn. Địa điểm luyện tập ngay tại Vịnh Phó Gia, nơi đó có sân bãi chuyên môn dùng cho luyện tập võ thuật chiến đấu, hơn nữa ở dưới mí mắt bách phu trưởng không cần lo lắng ám sát cùng đánh lén. Hắn bây giờ cũng không quá dám đi văn phòng cảnh sát. Trương Nguyên Thanh tự tin, lấy tố chất thân thể hắn, võ thuật chiến đấu nhập môn không khó, lại có được lão ti cơ xưng thiên tài võ thuật chiến đấu tự mình giảng dạy, trong ngắn hạn năng lực vật lộn tiến bộ thần tốc cũng là có khả năng. Chỉ cần hắn chịu bỏ công bỏ sức, chờ tăng lên võ thuật chiến đấu, mục tiêu kế tiếp chính là chờ đợi linh cảnh mở ra. Đang nghĩ, điện thoại di động trong túi vang, là phó thanh dương gọi tới bách phu trưởng tôi đang chuẩn bị qua trương nguyên thanh hận cuộc gọi phó thanh dương nói cậu trưởng lão từ thủ đô trở lại rồi cậu lập tức đến chỗ tôi một chuyến vấn đề đạo cụ của tôi giải quyết rồi trương nguyên thanh mừng rỡ phó thanh dương ừng một tiếng giọng điệu có chút cổ quái cậu mau tới đây đừng để trưởng lão chờ sốt ruột đừng để trưởng lão chờ sốt ruột có ý tứ gì trương nguyên thanh chưa nghe hiểu hắn thầm nhủ loại việc nhỏ này còn cần trưởng lão tự mình chờ hắn đi qua. Trương Nguyên Thanh gọi một chiếc taxi, vội vàng chạy tới vịnh phó ra, quét thẻ qua kiểm tra an toàn, tiến vào tiểu khu, đến biệt thự xa hoa. Hắn vừa mới tiến vào biệt thự, liền thấy Linh Quân mặc áo đơn rộng thùng thình, quần sóc, dép sỏ ngón, lặng lẽ nấp ở dưới một cái cây cảnh quan, hai tay vây quanh thân cây, miệng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại, giữa cành lá tươi tốt, một cái điện thoại di động dây leo xanh quấn quanh, ống kính nhắm vào cửa sổ nào đó của biệt thự, không ngừng điều chỉnh góc nhìn, tựa như đang quay chụp cái gì. Hắn đang làm gì thế? Trương Nguyên Thanh ghé qua, hỏi, anh đang chụp trộm em gái tai thỏ tắm rửa sao? Cái đó có gì đáng chụp trộm? Linh Quân quay đầu, suyệt, nói, nhỏ giọng chút, tôi đang chụp đề tài nóng. chương 334, lớp võ thuật chiến đấu 1. Trên đời còn có thứ so với các em gái eo nhỏ chân dài ngực bự tắm rửa càng đáng quay chụp hơn sao? Nếu có, đó chính là heo nái tắm rửa gã này cũng giống với phó thanh dương là hệ cấm dục trương nguyên thanh còn muốn hỏi tiếp linh quân phất tay đuổi người cậu làm việc của cậu đừng ở chỗ tôi sẽ bị phát hiện hắn đành phải xoay người dọc theo con đường đá phiến trải ở mặt cỏ tiến vào trong biệt thự ngựa quen đường cũ đến ngoài phòng sách sau khi gõ nhẹ hai lần hắn đẩy ra hai cánh cửa gỗ màu nâu theo cửa gỗ mở rộng trương nguyên thanh nghe thấy tiếng cộp cộp quen thuộc thân thiết phòng sách trang hoàng xa hoa hắn đầu tiên nhìn thấy là Teddy lông quan ngồi ngay ngắn ở trên bàn, sau đó là giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh tinh xảo. Giờ phút này, giày khiêu vũ màu đỏ đang quay chung quanh Teddy lông quan, mở ra công kích hung mãnh. Dầm dầm dầm, khi thì đá bay, khi thì đạp mạnh, khi thì đạp má trái, khi thì đạp má phải, tựa như ruồi bọ đáng ghét, hơn nữa không biết mỏi mệt. Không biết có phải ảo giác hay không, Trương Nguyên Thanh cảm thấy cầu trưởng lão giờ phút này không ham sống nữa. Trên sofa tiếp khách, Phó Thanh Dương, Quan nhã cùng Khương tinh vệ ngồi đó, cô gái tóc đỏ như xem kịch nhìn chằm chằm tét đi trưởng lão, không ngừng phát ra tiếng cười ha ha khanh khách. Quan nhã mím chặt môi, nhịn thật sự vất vả. Phó Thanh Dương vẫn như cũ đanh mặt, nhưng ánh mắt luôn đặt ở trên thân cầu trưởng lão, chưa bao giờ rời khỏi, một khắc cũng không nỡ rời đi. Trưởng lão đã kích hoạt quy tắc giết người của giày khiêu vũ màu đỏ, không hổ là đạo cụ loại quy tắc, ngay cả trưởng lão cũng không có cách nào hóa giải. Chẳng qua có thể thấy được cầu trưởng lão là cường giả rất để ý mặt mũi, tình nguyện chịu đựng giày khiêu vũ màu đỏ quấy giày, cũng không muốn nhảy khiêu vũ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, mang tiếng cười suýt nữa bật thốt lên cưỡng ép đẻ ép trở về. Theo cửa thư phòng đẩy ra, đám người phó thanh dương nhìn tới y, ánh mắt cầu trưởng lão chợt sắc bén, sát khí trùng trùng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái, cảm tạ trưởng lão không ngại xa xôi vạn giảm tới kinh thành, thay tôi giải quyết tai họa ngầm của đạo cụ, tiểu nhân tương lai nhất định báo đáp nhìn cấp dưới cung kính thuận theo như thế, một bầu lửa giận của cầu trưởng lão không biết nên phát tiết như thế nào, lúc này, giày khiêu vũ màu đỏ lại nhảy lên đạp một cái, cho hắn một đòn đau. Trong mắt cầu trưởng lão lửa giận hừng hực, Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái, đa tạ trưởng lão. Cầu trưởng lão trầm giọng nói, thu hồi cái đạo cụ nát này đi. Vâng, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía giày khiêu vũ màu đỏ, không được đánh trưởng lão. Âm thầm tiến hành triệu hồi đối với nó giày khiêu vũ màu đỏ bị chủ nhân triệu hồi quả nhiên dừng công kích nhảy nhót đi về phía chủ nhân đáng nhắc tới đạo cụ sau khi nhận chủ chủ nhân có thể chủ động hủy bỏ gián đoạn giày khiêu vũ màu đỏ công kích đây là quyền lực linh cảnh giao cho trương nguyên thanh đang muốn thu hồi giày khiêu vũ màu đỏ thình lình thấy một tin tức hiện lên ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không nếu nguyện ý mời dậm chân tại chỗ không xong mình quên lần trước sử dụng còn chưa trả giá Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cầu trưởng lão, nói, trưởng lão, tôi rời khỏi trước một chút, không cần, cầu trưởng lão lạnh nhạt nói, nhảy ở ngay đây đi. Ông đây là trả thù, Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Phó Thanh Dương, bách phu trưởng, ngài phải chống lưng cho tôi nha. Phó Thanh Dương rời ánh mắt đi, quan nhã yên lặng lấy ra điện thoại di động, mở ra công năng quay video. Khiêu vũ sao, Khương Tinh vệ vẻ mặt hưng phấn, em muốn xem em muốn xem. Nhảy thì nhảy, mình cũng không phải chưa từng nhảy trước mặt mọi người, mình chính là y bát truyền nhân của cậu. Chân trái Trương Nguyên Thanh lui về phía sau một bước, kiếng mũi chân, làm một cái lễ tiết quỷ gối. Ngay sau đó, trong phòng sách truyền đến tiếng rậm chân cốp cốp cốp. Vài phút sau, giày khiêu vũ màu đỏ kết thúc vũ đạo, hài lòng làm lễ tiết quỷ gối, hóa thành ánh sáng đỏ tiêu tán. Cầu trưởng lão hài lòng, nói, các người lui xuống trước, tôi có lời muốn nói với Nguyên Thủy. Phó Thanh Dương lập tức đứng dậy, khi đi ngang qua bên cạnh cấp dưới tâm phúc, khẽ gật đầu, biểu đạt tán thành đối với kỹ năng nhảy của hắn, nhảy không tệ. Quan nhã hướng hắn dơ lên điện thoại di động, vẻ mặt thú vị ác ý cười. Trương Nguyên Thanh giữ chặt tay cô, em chỉ có một yêu cầu, đừng để viên đình biết. Phó Thanh Dương dừng chân, ánh mắt liếc tay hai người một cái. Trương Nguyên Thanh lập tức buông ra, đợi sau khi Khương Tinh về cũng rời khỏi, cầu trưởng lão trầm giọng nói. Tôi lần này đi kinh thành, từ trong miệng tôn trưởng lão biết được một tin tức, Lão nói ở trong linh cảnh thần giả du gặp được tam đạo sơn nương nương, biết được nguyên nhân cô ấy tìm cậu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời lột bộp, chương 335, lớp võ thuật chiến đấu 2. Cầu trưởng lão tiếp tục nói, lão hy vọng cậu bán ra món đạo cụ ẩn chứa dương phách của tam đạo sơn nương nương, cậu đồng ý không? Tác dụng của chảy phục ma là tinh hóa cùng phá ma, nhưng nó mang theo nhân quả rất lớn, rất dễ dàng bị lão mõ truy tung ngàn dặm. Nếu thái nhất môn có thể cho ra đạo cụ thay thế chày phục ma, cùng tặng kèm đạo cụ khác có giá trị, bao gồm tiền mặt, Trương Nguyên Thanh vẫn là muốn bán. Cái này giống với chén thánh đọa lạc, tùy tầng cấp rất cao, nhưng tác dụng đối với hắn không lớn, chuyển hóa thành lợi ích trước mắt có thể hấp thu là tốt nhất. Đổi vài món đạo cụ mạnh, xử lý Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh suy tư, nếu bán ra, ra giá bao nhiêu thích hợp. Cầu trưởng lão khen ngợi, không cần khó xử, tôi đã thay cậu từ chối, dương phách của tam đạo sơn nương nương là bảo bối hiếm có trên đời cậu lại là thần giả du, tương lai tất có tác dụng lớn. Lão cho rằng một câu điều kiện tùy tiện ra, liền muốn lấy đi bảo vật quý giá này. Trưởng lão, ngài nói cái gì? Dương phách của tam đạo sơn nương nương là bảo bối hiếm có trên đời. Không phải, ngài là nói, điều kiện tùy tiện ra. Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn, hắn thầm nhủ tôi nguyện ý bán mà, làm ơn trả giá cao để mua. Cầu trưởng lão ngẩn ra, làm bộ không nhìn ra hắn động lòng, tiếp tục nói. Cậu không muốn bán là bình thường, dương phách của tam đạo sơn nương nương có ba tác dụng lớn một luyện chế đạo cụ đẳng cấp cao hai tương lai cấp bà cậu đạt tới cảnh giới chúa tể có thể dùng nó làm giao dịch với vị nương nương kia ba thủ đoạn cực đoan nhất có thể thao túng cô ta nô dịch cô ta đổi mà nói chỉ cần cậu đạt tới cảnh giới chúa tể cậu có thể bằng vào món đồ kia trở thành kẻ mạnh trong giai đoạn chúa tể đây là nguyên nhân hắn từ chối tôn trưởng lão đánh cược một ván nếu nguyên thủy thiên tôn có thể tấn thăng chúa tể ngũ hành minh lại thêm một vị chiến lực đỉnh cấp. Nô dịch lão mõ chay phục mà đột nhiên không muốn bán nữa, trầm ngâm nói. Nhưng, tôi sợ không giữ được nó. Cầu trưởng lão nói, nếu cậu là sợ người thái nhất môn âm thầm cướp đoạt, vậy không cần lo lắng, nhân vật cấp trưởng lão, không đến mức làm loại chuyện này, ngũ hành minh cũng sẽ không cho phép. Trái lại ám dạ mân côi cậu phải đề phòng. Về phần linh cảnh, đây quả thật là vấn đề, cậu có thể tạm thời nộp lên món đạo cụ đó, do phân bộ thay cậu bảo quản, chờ cậu tương lai cấp bậc đủ, lại lĩnh trở về. Đương nhiên, quyền lựa chọn ở cậu, nộp lên là bảo hiểm nhất, có trưởng lão bảo đảm, chính phủ không đến mức lừa đạo cụ của mình, bằng không bọn họ là có biện pháp. Nhưng như vậy, mình liền tổn thất một món đạo cụ mạnh mẽ, nhìn từ trước mắt, ngũ hành minh tựa như không có đạo cụ cấp chúa tể của thần giả du. Về phần linh cảnh, chỉ cần không gặp công viên trò chơi kim thủy loại phó bản từng bị lão mó ảnh hưởng kia, hẳn là không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cân nhắc một chút, Lầu 1, phòng chiến đấu võ thuật, Trương Nguyên Thanh mặc quần áo luyện công màu trắng, dựa theo quan nhã chỉ thị, làm động tác giãn cơ không có độ khó. Thần dạ du giao cho hắn cơ thể mạnh mẽ cùng sự mềm dẻo không tệ, bây giờ hắn có thể dễ dàng soạc chân, còn không sợ soạc đến trứng. Quan nhã cùng Khương Tinh Vệ cũng mặc quần áo luyện công màu trắng, hai cô gái một lớn một nhỏ, giá trị nhan sắc cao dáng người đẹp, cảnh đẹp ý vui. Tinh Vệ, em vì sao cũng ở nơi này, Trương Nguyên Thanh dừng bước, nhìn về phía cô gái tóc đỏ tìm chị quan nhã đánh nhau cái này không phải thú vị hơn đi học cùng đi làm sao khương tinh vệ vẻ mặt hưng phấn cô cũng không muốn tiếp tục ngồi văn phòng nữa trương nguyên thanh giật mình em cùng quan nhã ai lợi hại hơn không dùng năng lực chỉ đánh nhau em không thắng được khương tinh vệ thành thực nói thuật chiến đấu của lão thi cơ so với mình nghĩ còn mạnh hơn tinh vệ cũng không phải đối thủ của cô quan ngã ngồi ở trên mặt đất khép lại hai chân thân thể nghiêng về phía trước hai tay dễ dàng nắm bàn chân hồng hào, nếu cổ áo thấp chút nữa, Trương Nguyên Thanh có thể tiếp thu phúc lợi. Cô vừa kéo căng, vừa nói, cậu tuy là tay mơ, nhưng luyện tập lực lượng chúng ta liền bỏ qua, võ thuật chiến đấu có rất nhiều lưu phái, trong nước ngoài nước, nhiều đếm không xuể. Chị dạy cậu vật lộn tự do trước đi, giai đoạn này mà nói, là thích hợp cậu nhất. Chờ trình độ đề cao, cậu còn có hứng thú đối với thể thuật, chị sẽ dạy cậu càng nhiều lưu phái hơn. Nghe qua chị còn am hiểu thuật trăm nhà. Trương Nguyên Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa, quan nhã vẫn duy trì tư thế cúi người, cười nói. Bị ép, ai, phó gia là đại gia tộc không có nhân tính, từ nhỏ đã coi trẻ con như nuôi cổ, bọn nhỏ cùng thế hệ khắp nơi đều phải cạnh tranh. Học tập, chiến đấu, chương 336, lớp võ thuật chiến đấu 3. Không muốn bị đánh, cũng chỉ có thể khổ luyện, thiên phú của chị cũng không tệ, sau 10 tuổi, trừ một người chị họ, ai cũng đánh không lại chị. Nhưng chị chán ghét loại cuộc sống này, các trưởng bối kỳ vọng càng cao, chị càng không muốn cố gắng. Nhìn không ra, chị còn là chi kỷ của tiền bối đằng viễn. Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy bách phu trưởng thì sao? Anh ấy lúc trẻ tuổi, khẳng định rất nổi bật nhỉ. Bị chị đánh cho u đầu thì mới đúng. Quan nhã, phốc, một tiếng, hắn lúc còn nhỏ à, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, thiên phú lại kém, người lớn đều nói đó là một đứa nhỏ không có tiền đồ. Bỏ đi, không nói lịch sử đen tối của hắn nữa. Thiên phú kém, Người trẻ tuổi xuất sắc nhất ngũ hành minh, cường giả số một số hai dưới cấp chúa tể, thiên phú rất kém. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, phó thanh dương tiểu tử này còn có một đoạn thơ ấu đừng khinh thiếu niên nghèo. Trương Nguyên Thanh giãn cơ xong, nóng lòng muốn thử, chỉ quan nhã, chúng ta bắt đầu đi. Vòng eo quan nhã phát lực, đứng lên thẳng tắp, nói, vì nhanh chóng đề cao trình độ võ thuật chiến đấu của cậu, không thể sử dụng kỹ năng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, chiến đấu tự do, có phải không có hạn chế hay không? Quan nhã gật đầu, thắng là tiêu chuẩn duy nhất, cậu chẳng lẽ muốn nói quy củ với kẻ địch. Mặt trời chiều ngã về Tây, ba tiếng sau, Trương Nguyên Thanh kéo bước chân mỏi mệt, rời khỏi phòng chiến đấu võ thuật, đi vào đại sảnh. Phòng tiếp khách lầu một, trên sofa giá trị chế tạo đắt đỏ, Linh Quân đang cười đùa với hai em gái tai thỏ, khi Trương Nguyên Thanh đi ra, Linh Quân cùng các em gái tai thỏ trầm mặc linh quân bị thảm trạng của trương nguyên thanh dọa cho ngây người bên trái mặt cậu sưng thành đầu heo rồi quan nhã đánh bên phải mặt thì sao tinh vệ đánh cho dù thần giả dạ du sức khôi phục mạnh cũng không thể ngược đãi cậu như thế linh quân tức giận nói cũng không phải quan nhã nói muốn dạy tôi chiến đấu tự do chị ấy nói thắng là mục đích duy nhất không có bất cứ quy củ gì đáng nói sau đó tôi liền dùng một chiêu bóp vú long trảo thủ giang hồ thất truyền đối với chị ấy nói như vậy cậu cũng không thiệt thòi nha nhưng tôi chưa chạm đến mà. Vậy tinh vệ vì sao đánh cậu, chẳng lẽ cậu cũng thi triển long trào thủ giang hồ thất truyền đối với em ấy. Nhìn tôi giống biến thái sao, tôi chỉ là nói một câu, người đầu châu phải chết. Úc, vậy em ấy chưa đánh chết cậu, nói rõ vẫn yêu cậu. Lúc này, em gái tai thỏ bưng tới, dùng để bổ sung thể lực tảng thịt bò tiêu đen, xúc xích, trứng ốp, món điểm tâm ngọt, hoa quả, các đồ uống công năng chuẩn bị sẵn cho hắn. Trương Nguyên Thanh dừng nói chuyện phiếm, bắt đầu ăn như hùm như sói. Trong ánh chiều tà, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, che bản thân rất kín kẽ, vụng trộm về trong nhà. Trương Nguyên Thanh chuồn vào phòng ngủ, đồng thời hô, bà ngoại, cháu ăn ở bên ngoài rồi, cháu tối nay phải làm bài tập, bà đừng quấy dày cháu nha. mày không nói sớm, cơm tối nay lại làm nhiều rồi. Bà ngoại giận dữ, bà đưa đi cho cậu ăn đi, dù sao cậu ấy cả ngày ăn no rừng mỡ. Trương Nguyên Thanh đáp lại, bà ngoại vừa nghe, cảm thấy có lý, liền không nổi giận nữa. Đóng lại cửa phòng, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phiếm nhìn thoáng qua. Tạ Linh Hy ở 3 giờ trước, đã gửi cho hắn một chuỗi ai cần khóc to. Trương Nguyên Thanh trả lời, anh gần đây đang luyện tập võ thuật chiến đấu, đợi ca ca thần công đại thành. Tạ Linh Hy trả lời trong nháy mắt, sau khi thần công đại thành, báo thù thay người ta. Trương Nguyên Thanh, không, cùng cô ấy cùng nhau đánh em. Tạ Linh Hy lại phát ra một chuỗi ai cần khóc to. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động, tới trước hương toàn thân bên cửa sổ, nhe răng nhếch miệng. Vết sưng trên mặt đã biến mất, nhưng nội thương còn chưa khỏi, lưng, ngực mơ hồ đau, hẳn là bị thương nội tạng rồi. Thật là, xuống tay nặng như vậy, ngoài miệng nói đặt phòng với mình, muốn dùng mình luyện tập thuật chói gà, trong hiện thực, mình thoáng bày ra mơ màng đối với cơ ngực lớn của cô ấy, liền đánh mình. Chẳng qua quan nhã quả thật đã dạy một ít thứ hữu dụng. Vấn đề lớn nhất của hắn chính là đánh người chỉ biết dùng nắm tay cùng chân, không biết lợi dụng hợp lý đầu gối, khuỷu tay, vai lưng. Gặp được kẻ tố chất thân thể không bằng hắn, có thể áp chế, vừa gặp cao thủ võ thuật chiến đấu, nháy mắt liền bại lộ thân phận tay mơ. Công viên trò chơi kim thủy, màn đêm nặng nề, trong công viên trò chơi lóe ra hào quang lấp lánh như mộng ảo. Một đạo hào quang màu vàng xé rách bầu trời đêm nặng nề, ngưng tụ thành một người đẹp cổ trang phong hoa tuyệt đại, cô dung mạo đoan chính thanh nhã, đường cong hai má phát thảo ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, mũi dọc dừa cao ngất tinh xảo, cánh môi gợi cảm. chương 337, mất tích một, trong gió đêm, làn váy cùng mái tóc đen bay lên, lạnh nhạt, tựa như tiên tử. Tam đạo sơn nương nương liếc phương tiện giải trí bên dưới một lần, sáu con kiến nhỏ yếu đang nhắm mắt lại, ngồi tàu lượn siêu tốc gào thét. Cô thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm nữa, ngự hào quang màu vàng đáp xuống căn nhà cổ âm trầm. Nơi này âm khí bị kiềm hãm, oán linh trong nhà ma phủ phục dưới đất, run rẩy. Một mảng âm khí nồng đậm, từ chỗ sâu trong nhà cổ tràn ngập đến, dừng lại ở cách tam đạo sơn nương nương ba trượng trong mơ hồ, một bóng dáng mặc áo cưới hướng cô gặp người hành lễ. Tam đạo sơn nương nương hỏi, người ta bảo ngươi tìm, có manh mối hay không? Nghe được tam đạo sơn nương nương hỏi, âm khí nồng đậm chấn động một lần. Nương nương nghiêng tai lắng nghe vài giây, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn từng tới công viên trò chơi kim thủy, mà ngươi bỏ lỡ rồi. Cô có chút tức giận, cô dâu ma một lần nữa gặp người hành lễ, tiếp theo lại nói cái gì đó sắc mặt tam đạo sơn nương nương hơi giãn ra trầm ngâm nói ngươi là nói hắn có ba lần cơ hội triệu hồi ngươi chỉ còn một lần cuối cùng lần sau hắn nếu lại triệu hồi ngươi ngươi liền mang tới chảy phục ma thay ta cô dâu ma nhẹ nhàng lắc đầu cũng đúng ngươi không mở được pháp khí chữ vật của kẻ đó như vậy đi ta để lại một luồng thần niệm cho ngươi lần sau hắn nếu triệu hồi ngươi bổn tỏa có thể lập tức cảm ứng được cô dâu ma đột nhiên quỳ xuống Tam đạo sơn nương nương thì lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc, người bảo bổn tọa đừng thương tổn hắn, hắn là phu quân ngươi. Hừ, bổn tọa làm việc, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Sau đó, khuôn mặt cô chuyển sang mềm mỏng, thản nhiên nói, bổn tọa là chính thần triều đình thụ phong, không phải là ma môn tả giáo đám ô hợp đó. Cô dâu ma lúc này mới đứng dậy, không phát ra tiếng động báo cáo tin tức. Tam đạo sơn nương nương vẻ mặt trầm ngâm, nghe xong hồi lâu, đôi mắt đẹp sáng ngời. Ngươi là nói, đêm đó người phát hiện nhật chi thần lực so với bổn tỏa càng tinh thuần hơn. Đáng tiếc ngươi lúc ấy bị chắn ở ngoài hiện thực, ngươi có nhìn rõ bộ dáng người nó hay không? Tốt, vẽ cho bổn tỏa, trong khoảng khắc, mấy tiểu quỷ khuân vác giấy và bút mực tới, trong lòng run sợ bầy ở bên chân cô dâu ma. Bút lông tự động bay lên, chấm mực, nhanh chóng phát thảo ở trên giấy tuyên thành, vài phút sau, bộ dáng một người trẻ tuổi phát thảo ra, ngũ quan bình thường, khóe miệng mang nụ cười nhìn như thần thái phấn khởi, ở sâu trong ánh mắt có tang thương khó nói. Tam đạo sơn nương nương chăm chú nhìn vài giây, ghi nhớ bộ dáng người này, sau đó phất ống tay áo, khiến giấy tuyên thành bốc lên ngọn lửa màu vàng, hóa thành cho tàn. Cô quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm nặng nề, suy tư một lát, bỗng nhiên cười lên. Ngày đó ở trong miếu nhìn thấy hắn, ta đã nhìn ra người này mệnh đồ nhiều chắc trở, nhân quả quấn thân, quả nhiên thú vị. Đêm khuya, khách sạn nào đó vùng ngoại thành, Lý Hiền Tông đứng ở bên cửa sổ, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động cũ kỹ, kiên nhẫn nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm qua đoạn thời gian nữa sẽ có vụ chủ mới đến tùng hải thành lập căn cứ địa bí ẩn cái chết của thiên linh linh đều bởi ngươi dựng lên tổ chức tạm thời giữ lại quyền lực truy cứu người nếu có thể trong phó bản giết chóc giữa năm tấn thăng thánh giả một bút xóa đi hết thanh âm đó nghe qua tuổi không lớn mang theo giọng khói rất có sức cuốn hút của nam tính lý hiền tông thấp giọng hỏi ma nhãn đại nhân chỉ sát cung chủ là đứa con mồ côi của sở gia hành động diệt môn kia của 21 năm trước, là vị thiên vương nào làm? Ma nhãn thiên vương cười ha ha nói, dù sao không phải ta, mấy ngày nay thu được tình báo, có giáo chúng vùng phương Bắc chết ở trong tay cô gái kia. Cô ta đến phương Bắc, hẳn là từ trên người thiên linh linh đã hỏi được không ít tin tức. Lý Hiền Tông ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, cô ta một kẻ nghề nghiệp hợp pháp mới vào giai đoạn chúa tể, dám tìm thiên vương báo thù. Thật sự là không biết sống chết. Ma nhãn thiên vương mỉm cười nói, ta không quan tâm cái này, ta càng quan tâm hơn linh cảnh nhiều người của ngươi khi nào thì đến. Lý Hiền Tông trả lời, trong vòng 10 ngày, chờ ngươi vượt qua linh cảnh nhiều người, giá trị kinh nghiệm sẽ đạt tới cấp 3 đỉnh phong, lúc đó, liền thật sự chen chân nhóm mạnh nhất giai đoạn siêu phàm. Đúng rồi, nguyên thủy thiên tôn kia của Tùng Hải, tư chất như thế nào? Ma nhãn đại nhân, ngài không cần chú ý loại tiểu nhân vật này. Trên người nguyên thủy thiên tôn không ít đạo cụ, có chút thông minh vật, nhưng quả thật là tay mơ. Ngài yên tâm, trong nửa tháng, ngài sẽ thu được tin tức tôi ở Tùng Hải thành công săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 338, mất tích 2. Lúc này, Lý Hiển Tông nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng cười hồn nhiên của trẻ con. "Chú, chú, chúng ta đi chơi đi." Ma Nhãn Thiên Vương sau đó nói, "Dừng ở đây đi." Lý Hiển Tông cung kính nói, "Vâng." Liền kết thúc trò chuyện. Phương Bắc, huyện thành xa xôi, viện phúc lợi vùng ngoại thành. Ánh nắng chói mắt, dưới bóng cây trong viện phúc lợi đơn sơ, người đàn ông trẻ tuổi đang phát kẹo, đồ ăn vặt, chuyện thiếu nhi, búp bê cho bọn nhỏ bên người. Bọn nhỏ vây quanh hắn, nhỏ nhất năm sáu tuổi lớn nhất chỉ 10 tuổi, quần áo đơn giản, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt tràn đầy nụ cười hồn nhiên. Người đàn ông tuổi chừng 26, mày rậm, mắt to, môi mỏng, bề ngoài rất không tệ, mặc áo thun màu đen quần thể thao màu đen, cái chán đeo băng đô vận động màu đen. Tràn ngập hơi thở dạng rỡ sáng sủa. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên, ngũ quan nhu hòa bộ dáng hiền lành, cô từ trong nhà đi ra, tới dưới bóng cây, mỉm cười nói: "Dương tiên sinh, ngài đã tới. Người trẻ tuổi, ừm, một tiếng, hỏi trợ cấp bên trên khất nợ phát xuống chưa?" Viện trưởng cảm khái nói: "Rốt cuộc phát xuống rồi, nói đến cũng khéo, nghe nói vị lãnh đạo bên nhà nước kia khó hiểu mất tích, như là tham ô nhiều quá, mang tiền bỏ trốn. Lãnh đạo mới tới liền mang trợ cấp quá khứ khất nợ phát cho chúng tôi." Người trẻ tuổi cười tươi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nữ viện trưởng nói, Dương tiên sinh, giữa trưa cùng bọn nhỏ cùng nhau ở căng tin ăn cơm đi. Nữ viện trưởng là năm nay tiếp quản viện Phúc Lợi này. Cô vốn không muốn nhận, bởi vì viện trưởng viện Phúc Lợi này luôn mất tích khó hiểu, đã liên tục vài nhiệm kỳ. Nhưng lãnh đạo nói với cô, chỉ cần cô ở nơi này hết 3 năm nhiệm kỳ, liền điều đến thành phố. Đối với người không có bối cảnh như cô mà nói, tựa như cũng không có lựa chọn sau khi tới viện phúc lợi này nữ viện trưởng cẩn thận vượt qua nửa năm hoàn toàn thay đổi cảm nghĩ đối với nơi này bọn nhỏ ngây thơ vô tà hiểu chuyện nghe lời rời xa văn phòng phân tranh rời xa lục đục với nhau trong thể chế hơn nữa cô còn quen biết dương tiên sinh giàu tình yêu dương tiên sinh ở trước cô ở rất nhiều đời viện trưởng trước đó đã lặng lẽ trả giá cho viện phúc lợi định kỳ mang đến đồ ăn vặt món đồ chơi cho trẻ con chơi đùa với lũ trẻ bọn nhỏ ở viện phúc lợi đều rất thích hắn Viện trưởng đi làm việc đi, tôi dẫn bọn nhỏ đi chơi diều." Người trẻ tuổi cười tươi rạng rỡ. Nữ viện trưởng gật gật đầu, dặn dò bọn nhỏ phải nghe lời chú Dương, xoay người trở về trong nhà. Người trẻ tuổi gọi bọn nhỏ cầm lấy diều, tới mặt cỏ ngoài viện phúc lợi. Hắn xoa đầu bọn nhỏ, hỏi: "Thích viện trưởng mới tới không? Thích nha, đồ ăn ở canteen ngon không? Cô ấy có đánh chửi các cháu hay không? Còn có thể định kỳ phát quần áo không?" Chờ được bọn nhỏ nghiêm túc trả lời xong toàn bộ vấn đề người trẻ tuổi hài lòng gật đầu, mỉm cười nói. Về sau nếu không thích viện trưởng nữa, nhớ rõ nói với chú. Bốp, bóp bóp, Trương Nguyên Thanh quay chung quanh quan nhã, không ngừng ra quyền, khi thì chưa tới, khi thì lui về, khi thì né tránh, lấy đấm thọc cùng đấm móc làm chủ, lấy giật trỏ cùng lên gối làm phụ. Trải qua một tuần khổ luyện bị đánh, trình độ võ thuật chiến đấu của hắn đột nhiên tăng mạnh, có thể ở trong quan nhã cường công chống đỡ 3 phút không thua, Dùng lời của tinh vệ, không ngờ tiểu tử anh còn là thiên tài võ thuật chiến đấu nha. Tiếc nuối là, tu hành ngắn ngủi, hắn còn không thể lợi dụng quá tốt lực lượng nửa thân dưới ứng đối, ứng dụng đối với chân còn dừng lại trình độ sơ cấp nhất. Tiến bộ rất nhanh đấy, quan nhã né tránh cú đấm móc của Trương Nguyên Thanh, đá một cước vào ngực hắn, nói, nhưng đừng kiêu ngạo, tay mơ sau khi nhập môn, đều sẽ nghênh đón một giai đoạn nhảy vọt, nhưng còn muốn tinh tiến, liền khó. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui về phía sau, ổn định thân hình, áp sát. Quan Nhã không chút nào cố sức né tránh, nói, dưới tình huống bình thường, có ba con đường, một là huấn luyện lực lượng, để khí lực trở nên càng cường đại hơn, cái này có thể bù lại thiếu sót trên kỹ xảo, hai là thông qua học tập chiêu thức lộ số, để cậu càng thêm hiểu biết thân thể của mình, ba là thực chiến lượng lớn. Ừm, trên lý luận mà nói, còn có con đường thứ bốn. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng ngời, thả chậm tần suất công kích, nói chút xem quan nhã cười lên con đường thứ tư là chọc giận đối thủ dẫn bạo cảm xúc của đối thủ làm bọn họ trở nên không lý trí không bình tĩnh biến thành bò tót chỉ biết cường công phương diện này cậu là chuyên gia nha hơn nữa vô sự tự thông chính là khiêu khích đúng không mắt trương nguyên thanh sáng lên quan nhã thì sắc mặt trầm xuống cậu lại dùng lòng trảo thủ với chị nữa thì không nể mặt đâu yên tâm lần này không dùng em đổi một chiêu hắc hổ thâu tâm Chương 339, mất tích ba. Bốp, Quan Nhã xoay người đá bay một cái, đá hắn bay ra ngoài. 3 giờ sau, Trương Nguyên Thanh mặt mũi bầm dập rời khỏi phòng võ thuật chiến đấu. Hắn kéo bước chân mỏi mệt, vào phòng tắm tắm rửa một cái trước, cởi quần áo luyện công, thay quần áo của mình. Tiếp theo tới nhà ăn lầu 1, hưởng dụng bữa ăn em gái tai thỏ tỉ mỉ chuẩn bị. Nhớ tới mình gần đây chuyên tâm luyện tập võ thuật chiến đấu, vài ngày chưa lướt diễn đàn chính phủ rồi, lập tức lấy ra điện thoại di động đăng nhập diễn đàn. Chiếu vào nghi mắt đầu tiên là ba tin tức màu đỏ ghim trên cùng. Các thánh giả ngũ hành minh tin báo thắng trận liên tục thăng. Mấy ngày nay náo nhiệt như vậy sao, hành giả cảnh giới thánh giả chiến đấu, động tính hẳn là không nhỏ nhỉ. Ông ngoại mỗi ngày xem tin tức, sao không nghe ông ấy nói tới nơi này nơi kia xảy ra chuyện. Trương Nguyên Thanh đọc kỹ xong ba bài đăng ghim, thầm nhủ chính phủ vẫn là chính phủ, cao thủ nhiều như mây. Trong săn giết cùng phản săn giết ở giai đoạn thánh giả, chính phủ cường thủ thắng nhiều thua ít, hắn tiếp tục lướt xuống, đột nhiên lướt đến một bài đăng. Đúng rồi, tôn trưởng lão đã ra khỏi phó bản, viên đội trưởng lên đường mạnh giỏi, tôi sẽ đốt vàng mã cho anh, amen, nguyện thiên đường không có tôn trưởng lão. Trương Nguyên Thanh Yên lặng ở ngực vẽ một cái chữ thập. Hắn nhìn xuống chút nữa, phát hiện nội dung xoay chuyển. Nếu cảnh giới thánh giả là chính phủ liên tục báo tin thắng lợi, như vậy giai đoạn siêu phàm là tổ chức tà ác liên tục chiến thắng. Hắn lướt ngắn ngủi hơn 10 phút, liền nhìn thấy ít nhất 6-7 dòng tin tức đội trưởng cấp 3 bị tà ác tổ chức săn giết. Bảng treo thưởng giai đoạn siêu phàm, A à nhất đứng đầu bảng càng mở ra săn giết đối với một chấp sự cấp 4 của địa phương. Tuy nói như vậy có chút suy sút nhưng ở giai đoạn thánh giả, trận doanh hợp pháp chúng ta quả thật không địch lại trận doanh tà ác. Bây giờ ra ngoài làm việc cực kỳ cảnh giác, cũng không dám đi một mình nữa. Đội trưởng bọn tôi ngày hôm qua cũng bị tập kích, bị thương nặng. Ai, chúng ta thực cần một trận thắng lớn cảnh giới siêu phàm nha lầu trên nghĩ cái gì thế nguyên thủy thiên tôn của tùng hải cũng bị lý hiển tông đánh cho làm rùa đen rút đầu đó là thiên tài liên tục vượt qua hai cái phó bản cấp s địch lại bị quật xác rồi trong lòng trương nguyên thanh buồn bực lúc này quan nhã bưng một khay sườn bò tới ngồi xuống ở đối diện hắn cô vừa tắm xong tóc vẫn ướt cũng chưa trang điểm mặt mộc trương nguyên thanh nhìn chằm chằm lão ti cơ vài lần không thể không cảm khái cô gái mặt mộc xinh đẹp như vậy sưng một tiếng vư vật không quá phận Đừng nhìn chị, mỗi lần cậu nhìn chị, chị sẽ nhớ tới hắc hổ thâu tâm cùng long trào thủ của cậu. Quan nhã nghiến răng ken kết nói, đó là chị còn chưa xem qua định hải thần châm của em. Trương Nguyên Thanh hầm hừ nói, đáng tiếc, bản đại thánh bồi dưỡng định hải thần châm 20 năm, còn chưa tìm được hải nhãn. Quan nhã cười khanh khách, chỉ sợ không phải định hải thần châm, mà là cây tăm. Ừm, cây kim cùng thẻ là giống nhau, không khác là bao. Trương Nguyên Thanh kiên trì, kim của em rất lớn, chị chỉ sợ phải nhịn một chút. Trường mực này là cực hạn rồi, lái nhanh nữa, hắn ra mặt mỏng, ăn không tiêu, ho khan vài tiếng, chuyển hướng đề tài, chị quan nhã, đồng nghiệp cảnh giới siêu phàm chúng ta tổn thất có chút thê thảm nặng nề nha. Quan nhã cắt thịt bò, nói, rất bình thường, nghề nghiệp hợp pháp vốn đã không bằng nghề nghiệp tà ác, mà hành giả giai đoạn siêu phàm, đạo cụ trong tay thường thường không nhiều, có một số thậm chí không có. Gặp được nghề nghiệp tà ác mạnh hơn mình, bại vong là không thể tránh khỏi không khác lắm với mình nghĩ. Trương Nguyên Thanh cúi đầu cắt một miếng thịt bò, quan nhã thở dài, hàng năm đều là như thế, hành giả chính phủ giai đoạn siêu phàm luôn bị đánh. Đương nhiên, dưới tình huống lạc đàn là như thế, cậu không phải cũng bị đánh sao? Về phần cảnh giới thánh giả, đã có thể xin tuyên chuyển đạo cụ trong kho báu của phân bộ, thiên tư tốt, lại được tổ chức coi trọng, ra sức bồi dưỡng, còn bài chưa lật tự nhiên liền nhiều. Chị quan nhã à, có rảnh em dẫn tạ Linh Hy tới tìm chị chơi, chị học người ta nhiều một chút nói chuyện như thế nào. Ô, cậu cùng tạ Linh Hy phát triển tới trình độ nào rồi, có biến cô bé thành dưa hỏng hay không? bốn 340, Linh Cảnh mở ra một. Đang nói, cầu thang hai hướng chuyển đến tiếng bước chân, Đại Cơ Bá, Bạch Long, Quyền Vương, Đường Quốc Cường. Các đội trưởng, sắc mặt chăm chú dọc theo cầu thang đi xuống. Trương Nguyên Thanh buông giao nĩa, nghênh đón, nhìn về phía thập trưởng nhà mình. Đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện, Phó Thanh Dương sẽ không chịu tập cấp dưới họp. Lý Đông trạch chống gậy chống, thở dài nói, khu Khang Dương chúng ta có 3 thành viên mất tích, khu khác cũng có thành viên mất tích, nhân số tích lũy đã 10 người rồi. Mất tích, Trương Nguyên Thanh Nhíu mày nói, bị nghề nghiệp tà ác săn giết sao? Đại cơ bá hử lạnh nói, không phải, là bị Lý Hiền Tông bắt đi. Hắn để lại chữ ở mỗi một chỗ hiện trường gây án. Hỏa sư cao 1m9 nhìn Trương Nguyên Thanh, nói, hắn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sớm hay muộn đến lượt ngươi. Trương Nguyên thanh mặt tối sầm, năm lần bảy lượt bị khiêu khích, hắn có chút tức giận. Về sau chờ ta trưởng thành lên, gã này còn có thể trở thành lịch sử đen tối. Thanh đằng tính cách dịu dàng nói sang chuyện khác, thấp giọng nói, chúng ta còn không biết mục đích hắn bắt đi hành giả chính phủ, chỉ sợ hắn lại muốn phục chế lần khủng bố tập kích thứ hai. Cho nên Phó Thanh Dương mới tổ chức hội nghị lần này. Hẳn là không đến mức nổi lên lần khủng bố tập kích thứ hai, chỉ sợ kẻ này có thủ đoạn của Vu cổ sư luyện chế các hành giả đó thành cổ thú, sau đó sai khiến bọn họ vây giết mình. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Bạch Long nhíu chặt lông mày lá liễu, cả giận nói. Lý Hiền Tông này khinh người quá đáng, làm thành viên dưới trướng bà đây lòng người hoảng sợ. Trương Nguyên Thanh bổ sung nói, phải mau chóng chảo bộ hắn, thời gian dài, phân bộ mất mặt, trước mắt trong diễn đàn đã có người đăng bài nói chuyện này. Nhưng mọi người không phải giữ bí mật tin tức sao? Đường Quốc cường lắc đầu nói, điều tra chỗ ở của một người không nhất định cần tin tức, cũng có thể là truy tung. Chúng ta cần xử lý sự kiện, cần đi làm. Trong quá trình này rất dễ dàng bị câu ra, sau đó bám đuôi. Bạch Long mặc quần áo đua xe đứng ở trên bậc thang nhìn xuống Trương Nguyên Thanh, trêu chọc nói, thằng nhóc cậu lần này nếu lại vào linh cảnh cấp S, sau khi đi ra khẳng định có khả năng xử lý Lý Hiền Tông. Thanh Đằng lườm nguyết miệng quả đen, lại vào phó bản cấp S tôi tình nguyện một lần nữa trực diện Lý Hiền Tông. Trương Nguyên Thanh nói, em từng hỏi Vương Thái, hắn nói, trong số liệu lớn trước mắt thu thập, không có liên tục 3 lần đều vào phó bản cấp S. Đại cơ bá ngẩn ra, có số liệu như vậy sao? Sao tôi không biết, đây là số liệu công khai được không, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra, ồ, anh là hỏa sư, vậy không có việc gì. Trương Nguyên Thanh đáp lại bằng mỉm cười lễ phép, đường quốc cường thở dài, lần trước ở bệnh viện Bình Thái chưa xử lý Lý Hiển Tông, quá đáng tiếc rồi. Nguyên Thủy, cậu trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, tôi luôn cảm giác hắn đang nín nhịn. Chúng tôi cũng sẽ nắm chặt lùng bắt, tận lực thay cậu giải quyết hắn, nhưng cậu biết, trong biển người minh mông lùng bắt linh cảnh hành giả, không phải một chuyện dễ dàng. Thanh đằng thiện ý nhắc nhở, mấy ngày này ra vào chú ý chút, đừng để bị theo dõi. Có tình huống lần trước, bọn họ những đội trưởng này, sợ còn nguyên thủy thiên tôn chưa trưởng thành lên, bị Lý Hiền Tông vụng trộm đánh lén, vậy liền tổn thất to. Bởi vì chuyện đội viên mất tích, tâm tình bọn họ không tốt hàn huyên đơn giản vài câu liền giải tán trương nguyên thanh về tới nhà ăn tiếp tục ăn như hùm như sói mà lúc này quan nhã mới ăn hết nửa miếng bít tết liền dừng lại xiên dưa mật ăn chị không ăn nữa sao trương nguyên thanh hỏi lượng vận động không lớn đừng cần ăn quá nhiều quan nhã si ngốc cười nói trương nguyên thanh liền mang nửa phần bít tết của cô gạt đến trong khay của mình người đẹp lai like không cảm thấy có gì không ổn trêu chọc cái này nếu là tinh vệ cậu đoạt thức ăn của con bé, con bé nhất định nhảy lên đánh nổ đầu chó của cậu. Ừm, chị sắp tới cũng phải vào phó bản, hơn nữa cũng là linh cảnh nhiều người. Trương Nguyên Thanh ăn bít tết, cười nói, không chừng chúng ta có thể ghép đến cùng phó bản, nếu Vương Thái ở nơi này, anh ấy sẽ nói căn cứ số liệu phân tích, cái này so với xác suất cậu ở trên đường nhìn thấy một cô nàng yêu thích mà cô ấy vừa lúc thích cậu còn thấp hơn. Quan nhã chấp chấp mắt, chẳng lẽ không phải so với một châm thấy máu còn thấp hơn sao? Lão ti cơ này. Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn thịt, linh cảnh cùng thành phố, tỷ lệ ghép sẽ lớn một chút, nhưng số lượng linh cảnh hành giả bày ở đó, số lượng phó bản linh cảnh cũng bày ở đó, xác suất hai người quen biết trong hiện thực đồng thời ghép đôi đến một linh cảnh rất thấp rất thấp, nếu thật sự ghép, đại khái chính là duyên phận đi. Chương 341, linh cảnh mở ra hai. Ăn xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưới chai và đeo khẩu trang, dịch dung thành bộ dáng vương thái, mở dạ du rời khỏi vịnh phó ra. Một hơi chạy ra mấy trăm mét, trên đường liên tục thi triển hai lần dạ du hắn mới hiện ra thân thể sau đó quét mã một chiếc xe đạp dịch vụ không nhanh không chậm chạy về nhà hắn đã rất lâu chưa đi học mời mấy bạn học ăn cơm ủy thác bọn họ điểm danh thay mình nếu không phải ở nhà không dễ ăn nói trương nguyên thanh đã nghỉ học chờ sang năm gom đủ tiền mình liền lấy gây dựng sự nghiệp làm lý do thôi học ông ngoại bà ngoại hẳn là sẽ không phản đối hai người bọn họ không phản đối là được khi đạp xe hắn từ từ nghĩ về phần ý kiến của mẫu thân, Trương Nguyên Thanh là sẽ không quản, dù sao nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tiêu tiền của bà. Về nhà, hắn ngủ một giấc, tỉnh lại đã hoàng hôn, trên sàn phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh lại thấy tiểu đậu bị đội ví tiền của cậu, bỏ qua bỏ lại. Gần đây gì trẻ giặt nội y thật sự chăm chỉ, hoặc treo ở ban công, hoặc thu ở tủ quần áo, tiểu đậu bỉ trước mắt còn chưa thể chạm đến hai nơi này, cho nên giảm yêu cầu xuống, mang đến tiền tài cho chủ nhân. Trương Nguyên Thanh theo thường lệ rút ra ba tờ đỏ, sau đó bảo tiểu đậu bỉ trả lại ví tiền. Trong thời gian chờ đợi bữa tối, hắn mở một ván game, tiểu đậu bỉ bám vào trên đầu chủ nhân, ôm một cái tay cầm, nhìn màn hình tivi không rời mắt, làm bộ mình cũng đang chơi. Trương Nguyên thanh tâm thần không quá tập trung chơi game, trong đầu nhớ lại phương án vượt phó bản trong khoảng thời gian này tìm đọc. Mục tiêu một đoạn thời gian tương lai của hắn rất rõ ràng, luyện tập võ thuật chiến đấu, tìm đọc phương án vượt bản linh cảnh nhiều người giai đoạn siêu phàm, để phòng Lý Hiển Tông theo dõi cùng săn giết. Tới gần bữa tối, Trương Nguyên Thanh nghe thấy cửa trống trộm mở ra, sau đó là tiếng của dì trẻ. Mẹ, con đói rồi, cơm tối làm xong chưa? Đợi lát nữa, bà ngoại đáp lại loáng thoáng vang lên. Qua mười mấy giây, cửa phòng ngủ mở ra, Giang Ngọc Nhị thò đầu vào, thấy cháu trai đang chơi game, nhất thời vui vẻ đóng cửa vào phòng. Chơi cùng chút, Giang Ngọc Nhị ngồi xếp bằng bên cạnh cháu trai, thuận tay lấy tay cầm trên đầu hắn. Mày đặt tay cầm ở trên đầu làm gì? Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh từ trên thân tiểu đậu bị cảm ứng được cảm xúc âm ức, tức giận. Nhưng qua vài giây, tiểu đậu bị liền tha thứ gì trẻ, từ lưng Trương Nguyên Thanh trượt xuống, bò về phía gì trẻ, ôm lấy đùi của cô, gối cái đầu lên trên đùi gì trẻ xem màn hình tivi. Cho dù là anh Linh, cũng khát vọng tình thương của mẹ nha. Trương Nguyên Thanh không khỏi cảm khái. Lúc này, gì trẻ hạ giọng, lén lút nói, "Gì gần đây đang nghĩ một việc." "Việc gì?" Trương Nguyên Thanh chuyên chú nhìn màn hình, thao túng tay cầm Siêu năng lực của mày là ẩn thân đúng không? Ngày đó mày đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gì? Xem như vậy, trương nguyên thanh nói. Dì lại đột nhiên nghĩ, dì trẻ thao túng tay cầm, nói nội y của dì có phải mày trộm hay không? Ra đầu trương nguyên thanh tê dại một phen, nhưng đầu nhìn cô tức giận nói, dì sao có thể ngậm máu phun người chứ? Cháu thân là đại lão đội đặc công siêu năng lực, ánh sáng chính nghĩa vĩ đại, sao có thể làm ra việc cầm thú trộm nội y dì trẻ nhà mình? giọng điệu hắn cực kỳ nghiêm túc tựa như chịu vũng nhục thật sâu với lại cháu trộm nội y của dì nào cần ẩn thân dì trẻ liếc hắn một cái ồ vậy là dì nghĩ nhiều rồi lỗi của dì cô đột nhiên vứt tay cầm lao về phía tủ quần áo của trương nguyên thanh trương nguyên thanh bày ra thân pháp so với lúc luyện tập võ thuật chiến đấu còn linh hoạt hơn hai chân rậm một cái bổ ngã dì trẻ giang ngọc nhị bốc một cái chụp ếch ở trên mặt sàn hai người lăn lộn đấm đá một trận giang ngọc nhị bại trận hầm hư nói quả nhiên bị gì đoán chúng chính mày tiểu tử khi sư diệt tổ này trộm nội y của gì cô hô to mẹ nguyên tử trộm ô ô trương nguyên thanh bịt miệng của cô thực không phải cháu trộm bỏ đi gì có yêu cầu gì trực tiếp nói ra Giang ngọc nhị ô ô hai tiếng gật gật đầu trương nguyên thanh buông tay mày phải nói nhiều hơn chuyện về người siêu năng lực với gì trả lại nội y cho gì về sau đi dạo phố mua đồ mày trả tiền gì mua đồ cho mày nhiều năm như vậy nên hồi báo gì rồi Dì nhìn chăm chăm tài khoản của cháu lâu rồi nhỉ, có ai làm trưởng bối như gì? Có ai làm tiểu bối như mày? Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh chân trần, ở trong phòng ngủ luyện tập võ thuật chiến đấu nửa giờ, chưa rửa chân đã nằm ở trên giường. Triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, ân cần dạy bảo, về sau đừng trộm nội y của gì ấy nữa, bằng không đánh mày mông nở hoa. Tiểu đậu bỉ bò qua bò lại ở trên giường, không biết có nghe vào hay không. chương 342, đội trưởng 1, lúc này, Tạ Linh Hy gọi điện tới, hắn liền tạm dừng giáo dục đứa nhỏ, cầm lấy điện thoại di động nhận cuộc gọi. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta từ công viên trò chơi Kim Thủy đi ra gần một tháng rồi, anh có phải sắp vào linh cảnh hay không? Tạ Linh Hy giọng thanh thúy dễ nghe, em cũng phải vào linh cảnh rồi, đáng tiếc phó bản kế tiếp là của riêng nhạc sĩ. Cô biểu đạt tiếc nuối không thể cùng nhau mạo hiểm với ca ca. Ngay tại sắp tới đi, cũng có thể là hôm nay, nói không chính xác được. Anh gần đây đều phải xem phương án vượt bản trương nguyên thanh thuận miệng đáp lại hỏi cung chủ ngày đó bắt nạt em như thế nào tạ linh hy ấm ức nói treo người ta lên treo mấy tiếng cơ nhưng chị ấy đi phương bắc làm việc rồi trong ngắn hạn cũng không về cô ấy đi phương bắc làm cái gì À, chị ấy cha ra manh mối năm đó sở ra diệt môn gần đây tựa như giết không ít giáo chúng binh chủ giáo hy vọng chị ấy sẽ không gặp được cường giả cấp thiên vương tuy thường xuyên bị chỉ sát cung chủ bắt nạt nhưng tạ linh hy lo lắng không phải làm bộ làm tịch Yêu mê hoặc cấp thiên vương đáng sợ bao nhiêu, cấp thiên vương của binh chủ giáo, đối ứng là trưởng lão ngũ hành minh, mỗi một vị thiên vương đều là nhân vật rất đáng sợ. Theo em được biết, trong mấy chục năm qua, thiên vương thật sự chết bởi chính phủ bao vây tiếu trừ, chỉ có hai ba người, ngược lại là chết bởi nhiệm vụ linh cảnh càng nhiều hơn. Giọng điều tạ Linh Hy không tự giác nghiêm túc hơn, thiên vương mạnh nhất của binh chủ giáo gọi là sợ hãi thiên vương, em nghe lão tổ tông nói, cho dù là gặp minh chủ của chính phủ, Sợ hãi thiên vương cũng có thể toàn thân lui ra. Vậy tu la của binh chủ giáo phải khủng bố bao nhiêu? Trương Nguyên Thanh nói thầm, anh nhớ Lý Hiển Tông là tâm phúc của ma nhãn thiên vương, vị thiên vương này như thế nào? Quyền hạn trước mắt của hắn, còn chưa xem được tư liệu cường giả cấp thiên vương. Ừm, tạ Linh Hy cẩn thận nhớ lại một lần, không quá xác định nói. Ma nhãn thiên vương có cái ngoại hiệu, gọi là phẫn thanh sao thiên vương, hẳn là ngoại hiệu này. Nguyên Tùy ca ca, cái khác em cũng không quá rõ anh là sợ giết lý hiển tông vị thiên vương này tìm anh gây phiền toái như vậy đi để sau em đi hỏi lão tổ tông một phen khóc lóc om sòm lăn lộn cũng hỏi tư liệu thay anh trương nguyên thanh sau khi biểu đạt cảm tạ liền kết thúc trò chuyện hy vọng linh cảnh lần thứ ba đến sớm một chút mau chóng khiến mình tăng lên thực lực không thể bị động như vậy mãi trương nguyên thanh đắp chăn điều hòa ấp ủ cơn buồn ngủ đột nhiên hắn bị một chuỗi tiếng sẹt sẹt nhỏ đánh thức Trương Nguyên Thanh biết là loa vô mèo lại sắp truyền phát đoạn ghi âm, cách nhiều ngày, nó rốt cuộc lại có động tính. Trong khoảng thời gian này, hắn không làm sao dám mang theo loa vô mèo bên người, bởi vì món đạo cụ này luôn không chịu khống chế phát âm nhạc, rất dễ dàng đắc tội với người ta. Ví dụ như luôn một bộ dáng yếu đuối nhát gan, hắn đặt loa vô mèo trên bàn, làm tốt chuẩn bị giả du bất cứ lúc nào, để ngừa nó đột nhiên phát quá trình ma quân ngủ với gái. Tiếng sẹt sẹt nhanh chóng dừng lại, tiếp theo là một thanh âm thấp giọng khàn khàn ta nghe một vị tiền bối nói chén thánh đọa lạc sẽ vặn vẹo tâm trí người ta kích phát tàn niệm đáy lòng thời gian càng lâu trở nên càng không giống con người không là hoàn toàn phóng thích bản thân loa vua mèo mày là món đạo cụ đầu tiên ta đạt được mày phải ghi lại lời nói hành động của tao ghi lại sự từng trải của tao tương lai nếu tao dần dần lạc mất bản thân ta có thể thông qua ngươi tìm về ta trước đây ma quân lúc này hẳn là vừa bị phán quan mắt quỷ khống chế không lâu tâm tính còn chưa vặn vẹo trương nguyên thanh nhớ tới ma quân về sau không khỏi sinh ra cảm khái ma quân là thần dạ du thần dạ du là nghề nghiệp hợp pháp dựa theo cơ chế chọn lựa của linh cảnh có thể trở thành nghề nghiệp hợp pháp ít nhất không phải kẻ ác từ đầu tới đuôi bang phái lệnh là thứ tốt nếu ta có thể nuôi dưỡng thành viên tổ chức của mình tương lai săn giết phán quan mắt quỷ nắm chắc liền lớn hơn nữa đáng tiếc ta bỏ qua một lần cơ hội đạt được bang phái lệnh ta trở nên càng ngày càng quái gở càng ngày càng không tín nhiệm người xa lạ như vậy là không có cách nào ở trong phó bản loại đối kháng đạt được bang phái lệnh, mặc dù vượt qua cũng không được. Phải làm ra lãnh đạo, phải khiến đồng đội tin phục. Ma quân thấp giọng khàn khàn tiếp tục nói, phó bản ta hôm nay vượt qua là Trấn Âm Dương, linh cảnh số 2273, ta nhìn lại chi tiết trong linh cảnh, phát hiện mình bỏ lỡ một nhiệm vụ che giấu, nếu ta có thể ngăn cản được sắc đẹp cùng giết chóc, có lẽ có thể kích phát nhiệm vụ ẩn, đạt được đạo cụ âm dương tán nhân lưu lại. Đáng tiếc, tiến vào linh cảnh một lần, không thể tiến vào lần thứ hai nữa. chương 343, đội trưởng 2, linh cảnh số 2273, Trấn Âm Dương. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, trong đầu hiện lên tư liệu tương ứng linh cảnh này. Linh cảnh này là một phó bản đối kháng nhiều người không ngừng biến hóa, cấp A, đối kháng hai bên bình thường là trận doanh hợp pháp cùng trận doanh đã ác. Trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, phương án vượt bản về linh cảnh số 2273 có 7 phần, nhưng mỗi một phần phương án vượt bản nội dung đều khác nhau, đây là một phó bản phi thường quỷ dị, độ khó cực cao. Đương nhiên, phó bản cấp A khẳng định là khó. Lúc này, lại truyền đến tiếng dòng điện xẹt xẹt, thanh âm ma quân gián đoạn, vài giây sau, lời nhắn lại mới vang lên. "Hắc, ta hôm nay móc nối được nhân viên văn thư hiệp hội mỹ thần sắp xếp ở đại lục, tên cô ta là Đại Nhĩ, là thánh giả cấp 4, cũng là vư vật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng có đôi mắt xanh thẳm như biển lớn, tóc vàng xinh đẹp, dáng người đẹp khỏe mạnh, mông của nàng là lớn nhất trong phụ nữ ta từng gặp. Nàng nói cho ta biết, linh cảnh tổng cộng chia ra ba khu lớn, từng khu đều có trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác tương ứng, linh cảnh hành giả giữa ba khu lớn sẽ không gặp nhau ở trong phó bản. Cái này rất kỳ quái, vì sao linh cảnh phải chia ra ba khu lớn chứ? Lại vì sao là ba khu lớn? Cái này càng làm mình hoài nghi linh cảnh không phải đơn thuần hiện tượng siêu tự nhiên. Mặt khác, Linh cảnh hành giả ba khu lớn tuy sẽ không ở trong linh cảnh gặp nhau, nhưng ở trong hiện thực, toàn bộ tổ chức chính phủ đều là kết minh, ít nhất là hữu hảo. Cái này hầu như khiến khả năng tổ chức tà ác liên hợp tổ chức chính phủ nước khác, đối kháng trận doanh hợp pháp bản thổ hầu như bằng không. Đại Nhĩ còn nói, Thần Dạ Du nghề nghiệp này là đặc thù, nhưng vì sao đặc thù, nàng cũng không biết, hội trưởng hiệp hội Mỹ Thần từng phân phó nàng, bảo nàng tận khả năng mời chào Thần Dạ Du. Nàng mời ta đêm nay đi phòng nàng uống rượu tâm tình. Ta nghe hiểu ám chỉ của nàng, ta từ trong mắt nàng thấy được dục vọng, nàng khát vọng ta ngủ với nàng. Lời nhắn lại chấm dứt, tiếng xẹt xẹt thay thế Ma Quân độc thoại. Ma Quân lúc đoạn nhắn lại thứ nhất, hẳn là còn ở giai đoạn siêu phàm, nhưng đoạn thứ hai, nhắn lại móc nối với hiệp hội mỹ thần, rất rõ ràng Ma Quân đã là cảnh giới thánh giả. Bởi vì hắn đối với hành giả ngoại quốc cấp 4 không có bất cứ sự kính sợ cùng cảnh giác nào, hơn nữa tràn ngập khát vọng đối với ngủ gái ngoại quốc, đã có tự tin, tâm tính càng thêm vặn vẹo. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, thanh âm ma quân một lần nữa vang lên, một lần này, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ảo não. Đáng chết ta không nên ngủ với đại nhĩ, tuyệt đối không thể ngủ với gái của Hiệp hội Mỹ Thần, tuyệt đối không thể ngủ. Ừm, người không phải rất khát vọng gái Tây sao, mông cô ta không phải lớn nhất người từng thấy sao. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, không rõ ma quân thái độ vì sao chuyển biến đột một như thế. Bởi vì thứ đối phương rút ra so với còn hắn lớn hơn nữa. Hơn nữa, ngươi về sau không phải như thế ngươi về sau lại ngủ một cô gái hiệp hội mỹ thần hơn nữa là lặp đi lặp lại ngủ còn nói đối phương là vưu vật làm người ta muốn dừng mà không được thanh âm hồn hển của ma quân từ trong loa truyền đế n ngủ cô ta một lần phải thỏa mãn một yêu cầu của cô ta kỹ năng xỏ lá gì vậy nghề nghiệp tình yêu cùng dục vọng là kỹ nữ trong thế giới linh cảnh sao bố mày từ chối chơi gái trả tiền ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng cô ta đi làm sự kiện đó đáng chết đáng chết trương nguyên thanh dần dần nghe rõ cô gái nghề nghiệp tình yêu cùng dục vọng có được kỹ năng đòi phí chơi mạnh mẽ đàn ông từng ngủ với cô ta nhất định phải thỏa mãn một yêu cầu của cô ta lúc đó ma quân quá trẻ tuổi không biết nước bên trong sâu sụt hố lời nhắn lại chấm dứt ở trong tiếng mắng của ma quân sau đó không thanh âm khác nữa trương nguyên thanh thu lại loa vua mèo tiếp tục ngủ trong mơ màng hắn một lần nữa bừng tỉnh một lần này không phải bị loa vua mèo đánh thức mà là bên tai quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc Tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra 60 giây sau tiến vào linh cảnh Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Trấn Âm Dương Đánh số 2273 Độ khó cấp bậc A Loại hình nhiều người kiểu tử vong Nhiệm vụ chủ tuyến đến quảng trường trung tâm Trấn Âm Dương Chiến thắng kẻ địch Ghi chú, vật phẩm phi linh cảnh không thể mang vào Giới thiệu linh cảnh số 2273 Nghe nói, người thành lập Trấn Âm Dương là một vị cao nhân tu hành có thành tựu, tên là Âm Dương Tán Nhân. Âm Dương Tán Nhân tuổi già tìm kiếm đột phá, thành lập trấn Âm Dương, muốn mượn nó tìm hiểu đại đạo, trường sinh bất tử. Rất đáng tiếc, hắn cuối cùng thất bại. Chương 344, đội trưởng 3. Trong nhà trọ, Quan Nhã mặc áo thun mà hồng, quần thể thao mềm mại, nằm nghiêng trên giường, hít thở đều đều. Thân là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, cô biết ở trong một đoạn thời gian trước khi nhiệm vụ linh cảnh đến, ngủ không thể mặc áo ngủ đan lỗ to tơ tằm. Bởi vì bạn Vĩnh Viễn không biết linh cảnh có thể tiến đến ở ban đêm hay không, mà nếu mặc áo ngủ khiêu gợi tiến vào linh cảnh sẽ là một chuyện cực kỳ không ổn. Nhất là cô biết rõ trong lòng đối với sắc đẹp của mình. Cho nên mấy ngày nay, Quan Nhã ngủ đi dép lê, không mặc váy ngủ. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ cô giật mình tỉnh lại, nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc bên tai. Tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh linh cảnh ngài lần này tiến vào là Trấn Âm Dương, đánh số 2273. Trấn Âm Dương phó bản cấp A, chậc phiền toái to rồi, quan nhã nhíu chặt lông mày, cầm lên điện thoại di động dưới gối, chuẩn bị báo cáo cho Lý Đông Trạch. Trong khách sạn, xem đóng chặt, tối đen không ánh sáng, Lý Hiền Tông trong giấc ngủ không sâu mở mắt, bên tai là tiếng nhắc nhở tiến vào linh cảnh. Tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, linh cảnh ngài lần này tiến vào là Trấn Âm Dương, đánh số 2273. Trần Âm Dương, linh cảnh cấp A, xem ra ông trời cũng muốn để ta ở trước phó bản giết chóc cỡ lớn, tăng lên thực lực trên diện rộng. Trần Âm Dương, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, trong đầu tràn đầy đều là không thể tin. Trên đời có chuyện khéo như vậy sao? Hắn vừa nghe được một đoạn audio của Ma Quân, hiểu biết được tin tức Trần Âm Dương, quay đầu liền vào phó bản này. Trùng hợp tựa như lần trước vừa tìm được manh mối anh binh, hắn liền lập tức vào công viên trò chơi kim thủy. Có lẽ không phải trùng hợp, anh Minh dự đoán nói cho mình biết, phó bản mình vào không phải ngẫu nhiên, là có thể bị dự đoán, mà loa vua mèo là đạo cụ có ý thức bản thân, không phải sinh mệnh thể, nhưng cũng không phải vật chết không có tư tưởng. Có hay không một loại khả năng, loa vua mèo có thể độc lập suy nghĩ này, cũng giống anh Minh, dự đoán được mình có một ngày sẽ vào trần âm dương, cho nên phát cho mình đoạn audio này. Nhưng cái dự đoán này căn cứ là gì, thẻ nhân vật ma quân. Trong đầu trương nguyên thanh hiện lên các loại suy đoán, tay chân không chậm, nhanh chóng xỏ giày, đeo ba lô, thu lại loa vô mèo, tiếp theo lại bổ nhào đến một bên khác của đầu giường, mở ra ngăn kéo, đổ năm sáu viên thuốc nhỏ màu lam ngậm trong miệng. Làm xong những thứ này, hắn cầm lên điện thoại di động gọi cho quan nhã, phát hiện đối phương đang máy bận, vì thế lại gọi điện thoại cho Lý Đông Trạch, phát hiện cũng đang máy bận. Hai người này tình huống gì vậy? Thời gian có hạn, không cho phép hắn nghĩ nhiều, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, gửi tin thoại. Thập trường, em phó bản, Trần Âm Dương. Hắn tốc độ cực nhanh nói xong câu đó, click gửi đi. Vừa vặn lúc này, cảnh vật trong phòng bắt đầu vặn vẹo như sóng nước, 60 giây đã đến. Trần Âm Dương, quan nhã, cô phải cẩn thận, nhất định phải còn sống đi ra. Lý Đông trạch vẻ mặt ngưng trọng, Trần Âm Dương là phó bản cấp A, loại tử vong. Tuy ngưỡng cửa thấp nhất của thập trưởng mắt thực bị Trương Nguyên Thanh cất cao không ít, nhưng hắn sẽ không quên sự khủng bố của phó bản cấp A. Phó bản cấp S là ác mộng của toàn bộ linh cảnh hành giả, thanh đao treo ở trên đầu mọi người, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà phó bản cấp A mới là cửa ải sinh tử những thiên tài trận doanh hợp pháp, tà ác, cần cân nhắc cùng đau đầu. Ví dụ về các tuyển thủ hạt giống được công nhận, thiên tư suốt chúng kia, chết bởi phó bản cấp A nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyên Thủy vượt qua hai cái cấp S, sẽ bị tổ chức chính phủ, tà ác chú ý. Nếu không, lấy cấp bậc của cầu trưởng lão, hành giả giai đoạn siêu phàm thiên tư xuất chúng nữa, hắn cũng nhiều lắm nói câu không tệ, không có khả năng vì đạo cụ của một tiểu nhân vật, cố ý chạy đến thủ đô, cũng không có khả năng sau khi bị xoa đầu chó, cười ha ha coi như không có việc gì xảy ra. Biết rồi thập trưởng, tôi nếu không thể sống sót đi ra, thay tôi hướng Phó Thanh Dương nói tiếng xin lỗi, còn có hướng mọi người nói tiếng xin lỗi. Nói cho Nguyên Thủy, đừng quá đau lòng nha, quan nhã cười nói, Lý Đông Trạch đang muốn trả lời, nghe thấy trong loa vang lên tiếng thùng trầm đục, tựa như là điện thoại di động rơi trên mặt đất. Hắn liền biết quan nhã đã vào phó bản, ai, Lý Đông Trạch lo lắng cúp điện thoại, lúc này, hắn mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch nhíu mày, gọi lại, không nghe máy, xem phần mềm nói chuyện phiếm, thấy Nguyên Thủy gửi tin nhắn thoại cho mình. Thập trường, em phó bản, Trần Âm Dương, chương 345, đội trưởng 4, Lý Đông Trạch quên mất tao nhã, một câu phát thốt ra Âu, mi gót, ngài là đang đùa tôi sao? Quan Nhã và Nguyên Thủy cùng nhau vào trấn âm dương. Vậy nếu nhiệm vụ thất bại, đội 2 trực tiếp tổn thất hai đội viên ưu tú. Kinh ngạc giận dữ qua đi, không biết vì sao, hắn lại có sự yên tâm khó hiểu. Một mặt là Nguyên Thủy đứa nhỏ xui xẻo này rốt cuộc không vào cấp S nữa. Một mặt khác là, có hắn ở bên cạnh Quan Nhã, tăng tỷ lệ vượt qua lên rất nhiều. Lý Đông Trạch trầm ngâm một lát, gọi vào số phó Thanh Dương. Đô đô, tiếng chuông vang hồi lâu, thanh âm cấm dục cao ngạo lạnh lùng của Phó Thanh Dương truyền đến. Muộn như vậy gọi điện thoại tới, là có chuyện gì quan trọng à? Giọng điệu hắn không quá thích hợp, tựa như bất mãn mình quấy dày nghỉ ngơi, thân là thám báo, Lý Đông Trạch nghe ra trưởng quan bất mãn, trầm giọng nói. Bách phu trưởng, quan nhã vừa rồi đã vào phó bản, cấp A, Trần âm dương, loại hình tử vong. Cấp A loại hình tử vong, so với loại hình không tử vong khó khăn còn lớn hơn nhiều. Đầu kia điện thoại trầm mặc, lý đông trạch có thể cảm nhận được phó bách phu trưởng sầu lo nhưng hắn người này quá nghiêm túc quá kiêu ngạo mặc dù trong lòng lo lắng quan nhã cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài biết rồi giọng phó thanh dương lộ ra trầm thấp lý đông trạch lại nói nguyên thủy cũng vào trấn âm dương hẳn là cùng quan nhã vừa dứt lời giọng điệu phó thanh dương rõ ràng ngẩn ra nguyên thủy cũng vào trấn âm dương đúng vậy lý đông trạch cho câu trả lời khẳng định biết ngày mai chờ tin tức xấu của bọn họ đi phó thanh dương nói giọng hắn lạnh lùng như trước, nhưng giọng điệu bỗng nhiên thoải mái, không nặng nề nữa. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, đầu tiên xuất hiện ở trong tầm nhìn, là một trấn nhỏ đầy nét cổ kính, phong cách vùng sông nước Giang Nam, tường trắng ngói đen, đường trải phiến đá, kéo dài hướng chỗ sâu trong thôn trấn. Bên đường, góc tường, mọc từng mảng màu xanh lá. Bầu trời xanh thẳm, thời gian trong linh cảnh là ban ngày, trên mặt cỏ ngoài trấn, mấy con trâu màu đen cúi đầu gặm cỏ, trẻ chăn trâu dựa vào dưới tảng cây ngủ gà ngủ gật, Trương Nguyên Thanh nâng mắt nhìn lại, hắn đang đứng ở dưới cổng trào ngoài chấn nhỏ, cổng trào có khắc ba chữ to rồng bay phượng múa. Trấn âm dương, đây là một phó bản nhiệm vụ không ngừng biến hóa, từng đoàn đội vào gặp cửa ải đều không giống nhau, cái này quyết định bởi linh cảnh sắp xếp cho bọn họ tuyến đường nào đi thông quảng trường. Lần này tuy không phải cấp S, nhưng vẫn là loại hình tử vong, cái số của mình thực không thể nói rõ là tốt hay xấu. Nhiệm vụ ẩn ma quân nói là cái gì? Âm dương tán nhân ở nơi này giấu đạo cụ gì? hắn vừa nhớ lại tin tức giới thiệu Trần Âm Dương, vừa mịt mờ triệu hồi ra kính dâm đeo lên, đánh giá đồng bạn bên người. Hả, Trương Nguyên Thanh ở trong đám người thấy được dung nhan quen thuộc, cô dáng người cao gầy, ngũ quan con lai tinh xảo, bắt mắt giống như đom đóm. Quan nhã, mà lúc này, ánh mắt quan nhã vừa lúc ném tới, nhìn thấy người quen thuộc, đôi mắt đẹp nở rộ ra hào quang khôn kể. Nguyên Thủy, thế mà lại ghép với hắn, thật sự ghép với hắn, quan nhã nhanh chóng che giấu vui sướng, rời ánh mắt đi, đánh giá đồng bạn khác, chưa từng đến nhận nhau. Cô ấy nhìn thấy mình rất vui vẻ nha, ây, đó là đương nhiên, gặp được mình loại người thú vị này, ai cũng sẽ vui vẻ, cô ấy không tính nhận nhau với mình, xem trước thành phần các đồng đội. Trương Nguyên thành phân tích xong tâm tính quan nhã, đặt sức chú ý về phía đồng bạn khác. Đồng bạn bên người tổng cộng có 6 vị, trừ quan nhã, còn có một nữ bốn nam, đều là thanh niên. Bốp bốp, lúc này, cô gái kia vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý, nói: các vị, tôi là thành viên ngũ hành minh, ID, xin gọi ta nữ vương, thủy quỷ cấp 3. Xin gọi ta nữ vương, cái tên này có chút quen thuộc, ô, đây không phải là nữ đồng nghiệp hàng ngày lướt diễn đàn sao. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đánh giá nữ vương, đây là một cô gái khoảng 25 tuổi, quần sóc màu đen, áo thun màu đen, dây chạy màu trắng, dung mạo tươi sáng cởi mở, trang điểm kiểu khói, vành tai trong suốt đeo hai cái vòng lớn màu bạc. Nữ vương, nữ vương cái gì, nữ vương quán ăn đêm sao? Trương Nguyên Thanh trong lòng nói thầm, sóng mắt nữ vương lưu động, đảo qua mọi người, tiếp tục nói. Tôi từng xem phương án vượt bản linh cảnh trấn âm dương, đây là một phó bản đối kháng đoàn đội, đối thủ của chúng ta là nghề nghiệp tà ác một đầu khác của thôn trấn. Hai đội ngũ từ cửa khác nhau tiến vào cổ trấn, đội ngũ dẫn đầu đến quảng trường trung ương, sẽ đạt được một phần thưởng. Có thể là quyền lực nào đó, có thể là đạo cụ nào đó, tóm lại, ai tới quảng trường trước, phần thắng của người đó liền lớn. Đây là một phó bản cần đồng lòng hợp sức, bất cứ nghi ngờ cùng nội chiến nào đều sẽ dẫn tới đoàn đội bị diệt. Cho nên, đề nghị của tôi là chọn ra một đội trưởng. chương 346, đội trưởng 5, nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh lập tức rõ mục đích của cô, đoàn đội đối kháng linh cảnh, là phó bản duy nhất sẽ ra bang phái lệnh. Nữ vương dẫn đầu công bố thân phận chính phủ, cấp bậc của mình, là vì trở thành lãnh tụ đội ngũ. Nếu có thể lãnh đạo mọi người vượt qua phó bản lần này, xác suất thưởng bang phái lệnh rất lớn giống như là đang nghiệm chứng lời của xin gọi ta nữ vương, mọi người thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Xin ở trong 3 phút tiến vào trấn âm dương, đội ngũ sớm đến quảng trường, sẽ đạt được một phần thưởng. Mọi người khẽ biến sắc, người thanh niên mặc áo may ô đánh giá cô, nói cô muốn làm đội trưởng. Nữ vương không phủ nhận, thản nhiên gật đầu, người thanh niên áo may ô trầm ngâm vài giây, nói tôi là hỏa sư cấp 3, ID là hỏa đức tinh quân, quân của quân đội, hỏa đức tinh quân chính quy đã bị người ta đăng ký mất nếu cô thật sự biết phương án vượt bản linh cảnh, vậy tôi đồng ý cô làm đội trưởng. Lúc này, một thanh niên mặt tròn khác dáng người hơi béo phụ họa theo, tôi là thổ quái cấp 2, ai đi cật ngẫu sao, các anh các chị chiếu cố nhiều hơn. Hai người khác sau đó thẳng thắn cấp bậc cùng nghề nghiệp của mình, thanh niên đeo kính, khí chất thư sinh là học sĩ cấp 3, ID đi Lý Thuần Phong, nghề nghiệp này ở giai đoạn siêu phàm, không am hiểu chiến đấu. Lão huynh học sĩ tự nguyện bỏ qua tư cách chọn lựa đội trưởng. Một vị khác là thiếu niên u buồn, Tự xưng mộc yêu cấp 2, ID lily Nguyên Thượng Thảo sao, hắn thoạt nhìn không thích nói chuyện, đối với người bên cạnh cũng thiếu hứng thú, cho dù là quan nhã và nữ vương người đẹp chất lượng cao như vậy, hắn cũng chỉ nhìn thêm một cái, liền không chú ý nữa. lily Nguyên Thượng Thảo, nhất tuế nhất khô vinh, giã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, viễn phương sâm cổ đạo, tình thúy tiếp hoang thành, hữu tống vương tôn khứ, thê thê mãn biệt tình. Trên đồng cỏ bời bời hàng năm hú lại tươi lửa đồng đốt không xuể gió xuân lại sinh sôi. Lối xưa hương cỏ ngát hoang thành màu biếc tươi tiến vương tôn lần nữa biệt ly dạ tơi bời. Trương Nguyên Thanh đeo kính dâm, nhìn hết biểu cảm nhỏ bé của mọi người vào trong mắt, phân tích suy nghĩ chân thật trong lòng bọn họ. Hỏa Đức Tinh Quân rõ ràng cũng muốn làm đội trưởng, nhưng nghe được nữ vương là hành giả chính phủ, hiểu biết phương án vượt bản, liền lập tức thỏa hiệp, nhưng thật ra, phương án vượt bản Trần Âm Dương chỉ làm tham khảo, nội dung có giá trị nhất, cô vừa rồi đều đã nói xong vẻ mặt cùng trong ánh mắt cật ngỗ có thể nhìn ra hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tranh đội trưởng lý thuần phong luôn cau mày hắn không quá ôm kỳ vọng đối với phó bản lần này tương đối bi quan ly ly nguyên thượng thảo tuổi không lớn lại có một khí chất ẩn sĩ thiếu sự dũng mãnh của chiến sĩ mặc kệ nói như thế nào các đồng đội đều vẫn tương đối lấy đại cục làm trọng không ngốc nghếch loi choi đây là khác biệt của hình thức đoàn đội đối kháng cùng tổ đội nha loại hình thức này Lòi tròi cũng phải nhẫn nại vì đại cục. Lúc này, Lý Thuần Phong thở dài, nói, bây giờ có 3 vị hành giả cấp 3, dựa theo cơ chế ghép của Linh Cảnh, trận doanh tà ác ít nhất có 2 vị cấp 3, tôi cấp 3 như vậy là cho đủ số, chiến đấu không được. Vừa rồi quan sát một lần mấy người các vị, trừ hỏa đức cùng nữ vương, người khác nhìn đều thiếu chút ý tứ. Đây là nguyên nhân cậu bi quan, trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm, hỏa đức tinh quân nhíu mày nói, đừng đả kích sĩ khí hắn sau đó nhìn về phía quan nhã cùng Trương Nguyên Thanh, hai người nghề nghiệp gì, cấp bậc gì. Xin gọi ta nữ vương liếc quan nhã một cái, quan nhã mỉm cười, nói thám báo cấp 2, ai đi quan nhã. Thám báo cấp 2, mọi người hơi thất vọng, chiến lược của thám báo chỉ có thể tính là quy củ, không bằng hỏa sư cùng mộc yêu, nhưng ít ra mạnh hơn học sĩ chút. Mặt khác, tôi cũng là thành viên chính phủ, quan nhã bổ sung nói, thì ra là đồng nghiệp, ừm, tôi nhớ ra rồi, cô là phân bộ Tùng Hải, tôi ở trong diễn đàn từng nhìn thấy cô, trở vào trấn âm dương, đừng cách tôi quá xa. Xin gọi ta nữ vương lộ ra nụ cười, hành giả chính phủ với nhau, tóm lại thân cận hơn so với hoang dã. Ý ở ngoài lời của nữ vương là, chọn tôi làm đội trưởng, tôi bảo kê cô. Tuy quan nhã cũng là thành viên chính phủ, khẳng định biết phương án vượt bản trấn âm dương, nhưng thám báo cấp 2 cùng thủy quỷ cấp 3 tranh lệch rất lớn, nữ vương cũng không lo lắng cô ấy tranh đoạt vị trí đội trưởng với mình. Với lại, cho dù quan nhã muốn, người khác cũng sẽ không chọn cô. Quan nhã cười gật đầu, chương 347, Vương Bạc một xin gọi ta nữ vương hài lòng gật đầu, quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tiểu tử, cậu thì sao? Trương Nguyên Thanh nhìn quanh mọi người, nói, thân dạ du cấp 2, ai đi nguyên thủy thiên tôn, tôi cảm thấy, tôi càng thích hợp làm đội trưởng hơn so với cô. Câu này nguyên thủy thiên tôn giống như vỗ đứt dây thanh của xin gọi ta nữ vương, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô răng kín kinh ngạc, có chút khó có thể tin, đánh giá Trương Nguyên Thanh từ trên xuống dưới. Thân là lão thủy thủ lăn lộn diễn đàn, cô đối với vị thiên tài này của phân bộ Tùng Hải có thể nói như sấm bên tai, cũng từng tích cực tham dự thảo luận đối với hắn. Tuy còn chỉ là thần giả dạ du cấp 2, lại là nhân vật như ngôi sao. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, mình sẽ ở trong linh cảnh ghép đội với nhân vật thiên tài này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật là cậu sao, thật là cậu sao? Nữ vương vẻ mặt hưng phấn ánh mắt đảo qua đảo lại ở trên người Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã. Quan Nhã khe gật đầu, là cậu ta, tôi thế mà ghép với cậu. Được đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải xác nhận, nữ vương càng thêm hưng phấn, chờ trở về hiện thực, tôi nhất định phải làm màu ở trong diễn đàn, nói cho mọi người tôi ghép chung với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mắt hỏa đức tinh quân sáng lên, vẻ mặt tỏ ra hơi kích động truy hỏi. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia của phân bộ Tùng Hải, trong bất chi bất giác, mình đã trở thành người nổi bật, Đại Minh tinh cảnh giới siêu phàm. Trương Nguyên thanh mỉm cười, tôi nghĩ toàn bộ linh cảnh không có Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hai nhỉ. Thanh niên mặt tròn dáng người hơi béo cật ngẫu nghi hoặc nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão ca, anh rất nổi tiếng sao?" Hắn là hành giả hoang dã, không xem được diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh, bởi vì tầng cấp quá thấp, cũng không có mạng lưới tình báo phát triển, chưa từng nghe đại danh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ vương lập tức nói: "Cậu ta chính là thiên tài của tổ chức bọn tôi, liên tục vượt qua hai cái cấp S." thời điểm cấp 1 đã một mình đánh gục yêu mê hoặc cấp 3, khi cấp 2, một mình một ngựa xử lý vu cổ sư cấp 6. Hơn nữa, đoạn thời gian trước cậu ta một mình đánh với Lý Hiển Tông, thiếu chút nữa bị đánh chết, nhưng ương ngạnh còn sống. Không, chuyện cuối cùng này không cần phải nói. Trương Nguyên Thanh trong lòng đang thầm sướng nghe đến cuối cùng, vẻ mặt hơi cứng đờ. Thổ quái cật ngẫu nghe vào trong tai, cảm thụ hoàn toàn khác, miệng càng há càng lớn, vẻ mặt càng lúc càng khoa trương, ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh, tựa như đang nhìn đại lão cao không thể với tới nhân vật như vậy là mình có thể ghép cặp được ly ly nguyên thượng thảo khí chất u buồn trầm tính cũng nhịn không được lặp đi lặp lại đánh giá trương nguyên thanh hắn không quan tâm sự vật xa lạ nghe được chiến tích đáng sợ cùng lý lịch dày như thế cũng không có cách nào không nhìn bạn cùng lứa tuổi so với mình không tranh mấy tuổi này thần dạ du thông quan hai cái linh cảnh cấp s vượt cấp giết chết nghề nghiệp tà ác lý thuần phong lập tức thu hồi tâm tính tiêu cực cùng bi quan bất ngờ nói thì ra trong đội ngũ cất giấu đại thần như cậu, như vậy, tỷ lệ thắng của chúng ta liền tăng lên rất nhiều, ván này có thể chơi rồi. Thật ra trong đội ngũ còn có một đại lão, quan nhã luôn luôn tiêu cực khống chế số điểm, không phải linh cảnh loại hình tử vong có thể thua liền thua, cô che giấu cho điểm sẽ không cao, nhưng thể thuật lại mạnh thái quá. Trương Nguyên Thanh Thuận thế nói, liền do tôi đến đảm nhiệm đội trưởng đi, mọi người yên tâm, tôi nhất định dẫn dắt các vị vượt qua Trần Âm Dương. Không thành vấn đề, mọi người không phản đối, trừ hỏa đức tinh quân cùng nữ vương ở trong mắt người khác đội trưởng tồn tại là vì đề cao hiệu suất giảm bớt tranh chấp không cần thiết về phần ai làm đội trưởng khác biệt cũng không lớn trong đội ngũ đã có một vị đại thần do hắn đảm đương đội trưởng tốt nhất có thể thuyết phục mọi người xin gọi ta nữ vương bĩu môi hừ hừ nói vậy xem cậu biểu hiện cậu nếu chỉ huy sai lầm tôi liền đoạt quyền cô không kiên trì nữa không biết phải chỉ huy tới trình độ nào mới có thể được thưởng bang phái lệnh Trương Nguyên Thanh nhìn về phía trấn nhỏ phía sau, thời gian không nhiều nữa, vào đi, đoàn người xuyên qua cổng trào, tiến vào cổ trấn, một cửa vào khác của trấn nhỏ, Lý Hiền Tông cúi đầu liếc một lần hai đồng bạn nằm úp sấp ở trên mặt đất, lại nhìn bốn đồng bạn trầm mặt, nhếch miệng cười nói. Tao đảm đương đội trưởng, không có ý kiến chứ, một người thanh niên đầu chọc hừ nói, mày sớm nói mày là Lý Hiền Tông, ai còn có thể có ý kiến. Mà một người trung niên khô gầy thì, hề hề, nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta bên này có hai cấp 3, một kẻ trong đó còn là Lý Hiền Tông, dựa theo cơ chế ghép cặp, trận doanh hợp pháp bên kia, chỉ sợ sẽ có kẻ mạnh đấy. chương 348, Vương Bạc 2, Lý Hiền Tông ngạo nghễ nói, vậy mới thú vị, không phải sao. Tốt nhất là ghép đến kẻ trong 10 hạng đầu siêu phàm cảnh chính phủ. Giết một tên trong linh cảnh, sau khi trở về lại làm thịt nguyên Thủy Thiên Tôn, lần nhiệm vụ thí luyện này, tao liền sớm chấm dứt, chuẩn bị phó bản giữa năm. Hỏa Đức tinh quân không hiểu liền hỏi, làm sao tìm bà Vương, vừa rồi ở bên ngoài còn nhìn thấy có mục đồng thả trâu, sao vào trấn nhỏ, liền không có ai nữa, cái này có thể là trấn không người hay không? Bọn họ tiếp thu được nhắc nhở, là ở trong 10 phút tìm được nhà bà Vương. Giờ phút này, bọn họ hành tẩu ở con đường cổ trấn yên tĩnh, không có chim hót không có chó sủa, nhà cửa hai bên đóng chặt cửa, tòa cổ trấn này giống như cũng chỉ có bọn họ. Lý Thuần phong nghiêm trang chỉ ra sai lầm của hỏa sư, nếu đây là một trấn bỏ không lại nào sẽ bảo chúng ta tìm bà Vương chứ? Hỏa Đức tinh quân lười động não, thuận thế hỏi, bà Vương kia ở đâu, cổ trấn lớn như vậy, ai biết bà ta trốn ở nơi nào? Chúng ta chỉ có 10 phút thời gian, gì nhỉ, nữ vương đúng không, cô không phải từng xem phương án vượt bản sao? Xin gọi ta nữ vương vừa nhìn quanh, vừa nói, ô, tôi quên nói cho các người, trấn âm dương là phó bản không ngừng biến hóa, chủ tuyến là trận doanh hợp pháp cùng tà ác đối kháng, điểm ấy không thay đổi, nhưng quá trình sẽ thay đổi, trong vài phần phương án vượt bản tôi từng xem, có cái là tìm thợ rèn vương, có cái là giải quyết án mạng của chấn nhỏ, có cái là qua mê cung, khủng bố nhất là phó bản đêm khuya. Phó bản đêm khuya, thanh niên mặt tròn cật ngỗ tò mò nói, vì sao nó là khủng bố nhất? Nếu thời điểm ghép vừa vặn là đêm khuya, vậy phó bản là sẽ làm khách sạn chúng ta ngủ lại, mỗi một đêm chết một người, phải bắt được hung thủ, mới có thể rời khỏi khách sạn, hơn nữa không thể sử dụng kỹ năng. Nữ vương chậm rãi nói, vậy phải mất bao lâu? vậy còn không thua lý thuần phong phân tích một phen rất ngoài ý muốn lần đó trận doanh tả ác nhắm chừng gặp càng phiền toái chuyện đi nữ vương nói nhưng trung tâm của một cửa ải này là không thay đổi đó chính là giải quyết sự việc lấy được vật phẩm tương ứng là có thể rời khỏi khu vực này bằng không chúng ta sẽ kẹt mãi ở chỗ này cũng không biết chuyện chúng ta lần này cần giải quyết là cái gì đại khái chỉ có gặp bà vương mới biết được cô nghiêng đầu nhìn về phía trương nguyên thanh cười quyến rũ thiên tôn lão nhân ra ngài có ý kiến gì không, trong 10 phút tìm được bà Vương, chúng ta bây giờ đã dùng mất 4 phút rồi. Thấy các đồng đội đều nhìn qua, Trương Nguyên Thanh tựa như sớm có chủ ý, nói. Cái này không khó, tôi sớm có biện pháp, chỉ chờ các người nói lời thừa xong. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, giống lên, bà Vương, bà ở đâu? Liên tục giống lên năm sáu tiếng, thanh âm càng truyền càng xa. Đồng bạn bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn nhau, thầm nhủ điên rồi à, Tìm người là tìm như vậy sao? Lúc này, trong ngõ nhỏ bên trái phía trước, một lão bà bà đầu đầy tóc bạc, mặc áo vải, chống gậy, run rẩy đi ra. Khuôn mặt bà tràn đầy nếp nhăn, lưng hơi còng, giọng già nua nói: "Các người là ai thế? Tìm lão bà có chuyện gì?" Thế này cũng được, các đội viên ngây người, Hỏa Đức tinh quân nói: "Sao cậu biết gọi bà ấy sẽ đi ra?" Trương Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng, "Tôi không biết, tôi chỉ là thử chút, cổ trấn lớn như vậy, tìm không có mục đích" trong 10 phút tìm được một người già, căn bản không có khả năng. Linh cảnh sẽ không ngay từ đầu đã ra vấn đề khó nhất định phải chết. Hỏa đức tinh quân bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là cường thủ vượt qua hai cái cấp S. Trương Nguyên Thanh dẫn mọi người lên đón. Hắn đợi trước vài giây, thấy linh cảnh chưa có bất cứ nhắc nhở gì, chỉ có thể nói, bà bà, chúng cháu là người từ bên ngoài, mới đến, không biết có thể xin ngụm nước uống hay không, bụng cũng đói rồi, chúng cháu sẽ trả tiền. Dưới loại tình huống không có nhắc nhở này, bình thường cần người chơi tự mình đi kích hoạt kịch tình người từ bên ngoài à đôi mắt hơi đục ngầu của bà vương nhìn quét mọi người một cái thong thả nói ở xa tới là khách đi theo bà tiền thì không cần nói xong run rẩy xoay người chống gậy đi vào ngõ nhỏ đám người trương nguyên thanh lập tức đuổi theo ngõ nhỏ mặt là trải đá gội chỉ chứa được hai người sóng vai thông qua quanh năm không được chiếu sáng hơn nữa ẩm ướt ven đường mọc đầy rêu xanh ngõ nhỏ tương tự ở trong cổ trấn còn có rất nhiều dày đặc tựa như mạng nhện. Quan nhã đi vội hai bước, thấp giọng ở bên tai Trương Nguyên Thanh nói. Cậu có phát hiện hay không, bà ta mặc không phải trang phục hiện đại, chị không quá hiểu biết đối với lịch sử cổ đại, nhìn không ra là triều đại nào. Quan nhã khi còn nhỏ là lớn lên ở nước ngoài, chương 349, Vương Bạc Ba, có chút giống đời tống, lại có chút giống đời đường. Trương Nguyên Thanh không quá xác định nói, Lý Thuần Phong phía sau nói, là đầu đời minh, trang phục đời minh, sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ hoàn toàn khác nhau. Đầu đời minh trang phục thứ dân bắt trước chế độ thời đường, nhưng lại có một chút khác với đường, rất dễ dàng phân biệt. Mặt khác, phong cách kiến trúc của cổ trấn này cũng là phong cách đời minh tương đối điển hình, ít nhất đường tống không phải như thế. Không hổ là học sĩ, tri thức rất uyên bác, Trương Nguyên Thanh vội nhìn về phía quan nhã, nói em vừa rồi muốn nói là đầu đời minh. Quan nhã cho hắn một cái lườm, thấp giọng nói, bối cảnh âm dương tán nhân hoạt động là đầu thời minh cái đó nhất trí với bối cảnh tam đạo sơn nương nương không đợi trương nguyên thanh nói chuyện lý thuần phong lại nói linh cảnh giai đoạn siêu phàm gặp được bối cảnh hoặc là hiện đại hoặc là đời minh chỉ có hai cái này nhưng theo tôi được biết phó bản cảnh giới thánh giả sẽ xuất hiện đời tống về phần nguyên nhân tôi không quá rõ bối cảnh phó bản giai đoạn siêu phàm chỉ có hiện đại cùng đời minh mà giai đoạn thánh giả sẽ xuất hiện đời tống đúng rồi lần trước ở trong miếu tam đạo sơn nương nương ông từ từng nói muốn nói cho chủ nhân bản chép tay một bí mật liên quan ngàn năm hưng suy. Không biết là thuần lừa dối đệ tử, hay là thực có chuyện đó, âm dương tán nhân và lão mõ là một thời đại, không biết hắn nơi này có lưu lại tin tức hay không. Nhiệm vụ ẩn ma quân nói mình cũng phải lưu ý, tạm thời chưa phát hiện dấu vết để lại. Trong lúc suy tư, bà Vương dẫn theo đoàn người đi tới trước tòa nhà cũ kỹ. Cửa nhà mục nát không chịu nổi, cái đập cửa loang lổ vết gì, treo một cái khóa đồng. Bà Vương mò mẫm hồi lâu, lấy ra chìa khóa, mở ra cửa nhà. Phong cách kiến trúc của căn nhà này là tiêu chuẩn nhà có giếng trời, ba mặt có phòng, ở giữa để ra một mảnh đất trống, mái của ba mặt phòng ốc ghép ra một cái sân nhà hình vuông. Loại nhà này cho người ta cảm giác lớn nhất chính là tối tăm, âm trầm. Lại thêm niên đại xa xưa, kết cấu thuần gỗ trải rộng dấu vết cho bụi, càng thêm tỏ ra âm trầm. Bà Vương chống gậy, vượt qua bậc cửa, ở trong bóng tối ngoái đầu nhìn lại. "Vào đi." Trương Nguyên Thanh hơi do dự hỏa đức tinh quân đỉnh đạt dẫn đầu vượt qua bậc cửa đoàn người tiến vào căn nhà tới dưới giếng trời bên trái giếng trời là phòng khách rộng mở bày một cái bàn tròn mấy cái ghế tròn bên trên phủ đầy cho bụi tựa như đã bỏ hoang nhiều năm trong nhà rất nhiều năm chưa có khách tới lão bà đi đứng không tiện ít dọn dẹp bà vương dùng tay áo lau cho bụi nói các vị dùng tạm một chút đi bà sẽ rót trà cho các cháu nói xong chống gậy bóng lưng còng vào phòng phía bên phải giếng trời Lúc này, quan nhã hạ giọng, nói, mọi người nhìn đỉnh đầu, đỉnh đầu, hỏa đức tinh quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chợt hít sâu vào một hơi. Trên xà nhà ở đỉnh đầu mọi người treo những con mèo bị lột ra, chúng nó tựa như rừng thịt treo ở chỗ cao, mắt mèo trợn trừng, quỷ dị mà khủng bố. Bà Vương treo ở nơi này nhiều mèo như vậy làm gì? Làm thịt khô sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảnh giác hẳn lên, quan nhã tiếp tục nói, các người vừa rồi nhìn thấy không, cửa phòng là khóa, có vấn đề gì? Thanh niên mặt tròn cật ngẫu hỏi. Quan nhã lắc đầu nói, khóa cửa không có vấn đề, nhưng vừa rồi lúc đến, tôi từng dùng mắt đo khoảng cách, từ phố chính đến nơi đây, 5-60 mét mà thôi, cần khóa cửa sao? Loại địa phương này, khẳng định không tồn tại ý thức phòng trộm, bà Vương đi đứng không tiện, khoảng cách ngắn như vậy, đáng để khóa cửa. Xin gọi ta nữ vương nghe hiểu, trầm ngâm nói, bà ta là sợ có người thừa dịp bà ta không có mặt, vụng trộm chuồn vào, hoặc là sợ trong phòng có cái gì lén chạy ra thật sự là khủng bố nha, khủng bố khác với nguyên tố thần quái. Trương Nguyên Thanh nhìn xác mèo lột da treo ở xa nhà, trong lòng lặng lẽ nói thầm. Mặc kệ là có người chuồn vào, hay là có cái gì chuồn ra ngoài, đều không là phải chuyện gì tốt. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác cùng ngưng trọng. Chỉ có Lily ly nguyên thượng thảo thay đổi yên tĩnh u buồn, vẻ mặt đầy lửa giận, hạ giọng nói. Hành hạ đến chết động vật hung tàn như thế, là không được cho phép, tôi muốn khiến bà ta trả giá đắt các vị, chúng ta trực tiếp giết bà Vương đi. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, nói, đừng xúc động, trên người bà Vương này hiển nhiên có kịch tình, chúng ta yên lặng xem biến hóa, chờ đợi kích hoạt nhiệm vụ là được. a à, theo kinh nghiệm vượt qua hai lần phó bản cấp S của tôi mà nói, nghĩ nhiều làm việc ít là khẩu quyết sống sót. Bởi vì phó bản cấp S tỷ lệ chấp nhận sai lầm rất thấp, một hành động rất nhỏ, rất có thể sẽ khiến cậu trả giá sinh mệnh. chương 350, Mèo 1 xin gọi ta nữ vương quay đầu nhìn về phía thiếu niên mục yêu đội trưởng nói không sai phó bản càng cao cấp nhắc nhở càng ít khắp nơi đều là nguy hiểm cái này không giống phó bản cấp c cấp d chúng ta trước đó gặp được nhiệm vụ yêu cầu quy tắc rõ ràng minh bạch nói cho cậu loại phó bản yêu cầu cao độ này đi nhầm một bước có thể chính là đoàn diệt lý thuần phong trầm ngâm một phen nói trái lại cũng vậy có lẽ chúng ta bây giờ xử lý bà vương có thể thuận lợi giải quyết một lần sự kiện a à, cái này giống con mèo của Schrödinger sao?" Hỏa Đức Tinh Quân ngẩn ra, Schrödinger là ai, cũng thích ngược đãi mèo sao? Lý Thuần Phong tri thức Huyên bác ngây người, vẻ mặt cổ quái miệng mấp máy, sau khi rối rắm một phen, bỏ qua phổ cập khoa học, nói: "Không khác lắm." Hỏa Đức Tinh Quân gật gật đầu, nhìn căn phòng đối diện giếng trời một lần, thấy bà Vương còn chưa đi ra, liền thấp giọng nói: "Các người từng nghĩ chưa, vì sao là treo xác mèo mà không phải gà vịt ngỗng dê chó? Nếu là những thứ sau Chúng ta không chừng còn có thể nơi này ăn một bữa." Hắn hỏi như vậy ý tứ là, treo xác mèo tất có nguyên nhân, nói không chừng là phó bản đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên thành từ góc độ thần giả du phát biểu cái nhìn, nói, những xác mèo này thuộc âm, là tài liệu âm tính, rút lấy âm khí có thể bổ dưỡng âm linh, cũng có thể dùng để luyện chế cương thi. Lý Thuần Phong bổ sung nói, cũng có thể dùng cho chế tạo đạo cụ, cử hành nghi thức, đặc thù dùng cho vô thuật vân vân. Đang nói, cửa gỗ kéo kẹt mở ra, bà vương chống gậy, lưng còng đi ra, trong tay cầm theo một cái ấm trà sứ trắng, nước men tươi sáng. Lý Hiền Tông dẫn theo các đồng đội hành tẩu ven đường, bên cạnh người là một dòng sông nhỏ đi ngang qua cổ trấn, mặt sông dựng lên một cây cầu do phiến đá tạo thành. Đây là nơi quái quỷ gì vậy, ngay cả bóng người cũng không có, càng đừng nói là các em gái xinh đẹp. Người trung niên khô gầy nhìn chung quanh, hùng hùng hổ hổ. Trong vài lần linh cảnh nhiều người hắn quá khứ trải qua, có một lần cảnh tượng là khách sạn đêm khuya, trong khách sạn cất giấu một tên sát nhân cuồng máu lạnh, nhiệm vụ phó bản chính là tìm được, cùng giết chết tên tội phạm cường đại kia. Trong khách sạn còn rất nhiều bình dân ở lại, những bình dân này không khác gì người trong hiện thực, ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ, người trung niên đùa bỡn rất nhiều cô gái ở trong khách sạn. Không cần khấu trừ bất cứ giá trị đạo đức gì, đối với nghề nghiệp tà ác mà nói, phó bản linh cảnh không những là cơ hội thăng cấp trưởng thành, càng là thiên đường phóng túng tàn nghiệp, bọn họ có thể ở bên trong làm bất cứ chuyện gì, nhưng không cần trả tiền hay trả giá. Trần Âm Dương là linh cảnh loại đối kháng, không phải linh cảnh chuyên thuộc về chúng ta những nghề nghiệp này, cho nên không có khả năng có hoàn cảnh cho mày muốn làm gì thì làm. Tráng Hán đầu chọc đánh giá người trung niên khô gầy, cười hề hề nói: mày ở trước khi trở thành Nguyễn Thuật Sư sẽ không là tên phạm tội cưỡng gian chứ? Người trung niên khô gầy cười dâm đãng nói: chỉ có thể nói đám chị An Viên đó quá vô năng. Mày thì sao? Tráng Hán đầu chọc bình thản nói: giết người. Lý Hiền Tông chúng ta đã dùng hết 8 phút, lại tìm không thấy tiệm thợ rèn, đều sắp xong đời. Đang nói, trong loáng thoáng, bọn họ nghe được tiếng đập đồ sắt. Lý Hiền Tông nhìn phía trước, khóe miệng nhếch lên, giờ không phải đến rồi sao? Các đồng đội mừng rỡ, thật đúng là để mày đoán đúng rồi, ngay trên con đường này. Đoán, Lý Hiền Tông chào phúng nói, dùng óc heo của bọn mày nghĩ một chút, thợ rèn mở cửa tiệm làm ăn, sẽ không ở trong ngõ sâu. Tinh luyện kim loại nhiệt độ cao cần bảo trì không khí lưu thông, nhà cao cửa rộng cũng có thể bài trừ. Tôi vào nước lạnh cần lượng lớn nước, bờ sông là lựa chọn tốt nhất. Dọc theo trục đường chính bên bờ sông tìm, khẳng định có thể tìm được. Trong lúc nói, bọn họ dừng ở trước tiệm thợ rèn, một bóng dáng khôi ngô chiều cao 2 mét cúi đầu, vung chùy sắt, gõ phôi sắt từng lần một. Lý Hiền Tông đánh giá đối phương, hỏi anh chính là thợ rèn vương. Thợ rèn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra con mắt đỏ tươi như máu. Cảm ơn bà bà, Trương Nguyên Thanh bưng chén trà, Nhìn thoáng qua thiếu niên Mộc Yêu, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo khẽ nhấp một ngụm, hơi gật đầu. Trương Nguyên thanh nhất thời yên tâm, uống một ngụm trà mát. Mộc Yêu làm thuật sĩ hồi phục, rất mẫn cảm đối với độc tố, nước nếu có vấn đề, không thể gạt được hắn. Đám người quan nhã hoặc uống nước thấm ướt cổ họng, hoặc cẩn thận không đụng vào, đang nghĩ kịch tình một bước tiếp theo đi như thế nào, liền nghe Nguyên Thủy Thiên tôn thân là đội trưởng rất là tự thân quen hỏi. "Bà Vương, trong thôn trấn sao không có người vậy?" chúng cháu đi cả quãng đường, đều không có ai. chương 351, Mèo 2, giọng bà Vương già nua, thông thả nói. Trước kia trong thôn chấn là rất náo nhiệt, vài năm trước đã xảy ra một sự kiện, mọi người liền dần dần dọn khỏi trấn âm dương. Ồ, chuyện gì thế? Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi. Kích hoạt kịch tình, mọi người lập tức nâng cao tinh thần. Cái này, bà Vương tựa như có chút kiêng kỵ, lặng lẽ một chút, nói. Rất nhiều năm trước, đột nhiên có một ngày bắt đầu, người trên chấn liên tiếp chết đi, bọn họ bị móc tim gan. Mọi người cực kỳ sợ hãi, đều nói trong thôn chấn có tả vật. Triệu viên ngoại giàu có nhất trong thôn chấn liền từ bên ngoài mời Pháp Sư. Pháp Sư sau khi tới trên chấn, không bao lâu, đã bắt ra đầu sỏ gây nên, thì ra là hậu nhân của âm dương tán nhân, ngầm gây hỏa dân chúng trong thôn chấn, dùng tim gan bọn họ luyện đan. Mọi người cùng Pháp Sư đồng lòng hợp sức, diệt trừ yêu nữ kia. Cô ta trước khi chết phát ra nguyền rủa đối với người trong thôn chấn, nguyền rủa mọi người đều sẽ biến thành mèo hậu nhân của âm dương tán nhân trương nguyên thanh cùng các đồng đội nhìn nhau hỏi sau đó thì sao bà vương thở dài mới đầu mọi người không để ý nhưng dần dần càng ngày càng nhiều người mất tích mèo trong thôn trấn cũng càng ngày càng nhiều mọi người lúc này mới sợ hãi không dám tiếp tục ở lại trong thôn trấn lục tục rời đi kẻ này rất am hiểu bắt chuyện nữ vương mỉm cười liếc trương nguyên thanh một cái tiếp nhận đề tài vậy sao bà bà không đi Bà Vương lắc đầu, bà già rồi, không muốn rời khỏi cố hương, cũng là người bước một chân vào quan tài rồi, không sợ những thứ này. Thiếu niên mộc yêu ngẩng đầu, nhìn xác mèo lột da treo trên xà nhà, trầm giọng nói. Vậy bà treo những con mèo này ở đây là vì cái gì? Bà Vương nói không nhanh không chậm, đây là biện pháp vị pháp sư kia để lại. Ông ta nói, treo lên xác mèo ở trong nhà, lột da, có thể phòng ngừa nguyền rùa. Thiếu niên mộc yêu cười lạnh một tiếng, vừa rồi còn nói không sợ nguyền rùa trương nguyên thanh lại hỏi bà bà âm dương tán nhân kia là loại người nào hậu nhân của hắn lại vì sao phải lấy tim gan người ta luyện đan bà vương cảm khái nói em m dương tán nhân là cao nhân đắc đạo nghe nói là nhân vật như thần tiên hắn sau khi thành lập trấn này không bao lâu liền phi thăng làm thần tiên lão bà từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói như vậy là thật hay giả cũng không biết hậu nhân của hắn ở lại trong thôn trấn này bởi vì âm dương tán nhân mọi người đều rất tôn kính cô ta ai ngờ cô ta thế mà làm ra loại chuyện này Trương Nguyên thanh sụp mí mắt suy tư, sao tu sĩ đời minh đều tà tính như thế? Ông từ Tam Đạo Sơn tàn sát đệ tử, hậu nhân âm dương tán nhân lấy tim gan người ta luyện đan. Hậu nhân âm dương tán nhân, chỉ có một mình cô ấy. Trương Nguyên thanh nhấp một ngụm trà mát, đúng vậy, hậu nhân âm dương tán nhân phần lớn đều bịp bợm, nghe nói là vì một người phi thăng, hết sạch khí số gia tộc. Bà Vương nói, nhưng trên thực tế, âm dương tán nhân chưa phi thăng, hắn mục đích trường sinh thất bại hậu nhân của hắn lấy tim gan luyện đan, có thể có liên quan với trường sinh hay không? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ, chợt nghe quan nhã hỏi. Bà bà, trừ chúng cháu, trong thôn trấn trước kia từng có người từ bên ngoài tới không? Bà Vương liếc cô một cái, lặng lẽ nói có. Vậy bọn họ đều ở nơi này làm gì? Quan nhã mỉm cười nói. Bà Vương trần chờ nói, lão bà không nhớ. Người khác không biết quan nhã vì sao hỏi việc này, nhưng Trương Nguyên Thanh và nữ vương ngẩn người, tiếp đó lâm vào trầm ngâm bọn họ là từng xem vài phần phương án vượt bản trong mấy phần phương án vượt bản đó chưa nói tới chuyện nguyền rùa hơn nữa trong nội dung phương án vượt bản Trần âm dương cũng không phải không có một bóng người bằng không làm sao ở trong khách sạn phá án chứ là vì phó bản không ngừng biến hóa mỗi một đám linh cảnh hành giả nhiệm vụ phụ tuyến khác nhau nếu là như vậy vậy nhiệm vụ ẩn ma quân nói mình còn có thể gặp được không chi nhánh hắn cùng mình trải qua khẳng định không giống nhau nếu nhiệm vụ ẩn chỉ có một cái chi nhánh cố định mới kích hoạt, vậy quá xỏ lá rồi, cũng không công bằng. Bỏ đi, trước mặc kệ nhiệm vụ ẩn, chúng ta kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến này của bà Vương là cái gì? Bài trừ nguyên rủa nghĩ đến đây, trương nguyên thanh thử nói, bà bà, ngài có cái gì cần chúng cháu hỗ trợ không? Bà Vương lắc đầu, lúc này, Lý Thuần Phong thử nói, bà bà, trừ bà ra, trong trấn nhỏ còn có ai khác không? Bà Vương ngẫm nghĩ, giọng già nua nói, trừ lão bà, còn có 6 người, một người là từ quả phụ phía tây thôn chấn, một người là triệu viên ngoại, ở trung tâm thôn chấn, tòa nhà lớn nhất kia chính là nhà hắn. Một người là thợ rèn vương, còn có chính là vị pháp sư kia triệu viên ngoại mời đến, hắn ở nơi nào bà không quá rõ. chương 352, Nguy cơ đoàn diệt một Thanh niên mặt tròn cật ngẫu ngẩn ra, vậy mới 5 người nha, còn một người nữa đâu. Bà Vương liếc hắn một cái, nói, một người cuối cùng là con trai của lão bà, Cật ngỗ kinh ngạc nói, con ngài, anh ta ở đâu? Bà Vương ngoái đầu nhìn lại về phía căn phòng mới đi ra, lặng lẽ nói, nó ở ngay bên trong. Nói xong, bà quay đầu, nhìn về phía mọi người, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Các người rất nhanh có thể nhìn thấy nó. Không biết vì sao, trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng trầm xuống. Sau đó, hắn thấy một màn đáng sợ, hỏa đức tinh quân ngồi ở đối diện hắn, con người có rút lại thành cái khe, hóa thành mắt mèo xanh biếc, Má, cổ, mờ u bàn tay hắn mọc ra lông đen xì dày đặc Tinh, ngài đã bị nguyên rùa Bên tai Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở Nguyên rùa, mình chẳng lẽ không phải uống nhầm lông mèo Parkinson sao Hắn mua vui trong khổ nghĩ Theo bản năng muốn thi triển kỹ năng Lại phát hiện mình đã mất đi toàn bộ năng lực Đồng thời cũng mất đi cảm ứng đối với ô vật phẩm Sau khi biến thành mèo, toàn bộ năng lực đều đã biến mất Nguyên rùa, đây là lực lượng của nghề nghiệp phu cổ sư Trần Âm Dương là phó bản đoàn đội đối kháng, có nguyên tố nghề nghiệp tà ác có thể lý giải, nhưng mình bị nguyên lúc nào, hoàn toàn không có cảm ứng nha, vấn đề nước trà. Không đúng, nữ vương và Lý Thuần Phong chưa uống nước. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía sáu đồng bạn, mèo hỏa đức tinh quân xù lông ở tại chỗ, cật ngỗ và Lý Thuần Phong hóa thân mèo mướp nhìn chung quanh, không ngừng thét chói tai, tựa như còn chưa từ trong hoảng sợ biến thành mèo thoát ra. Lily Nguyên thượng thảo thì tò mò đánh giá thân thể của mình, trong ánh mắt vì có ngưng trọng, nhưng không phản cảm đối với chuyện biến thành mèo này. Mèo nữ vương ngồi ở trên mặt đất, bên cạnh là quần áo cùng giày phân tán, trên cái tai nhọn của cô treo hai quả vòng tròn màu bạc, móng vuốt mèo không ngừng vồ vòng tròn, cuốn lên kêu meo 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 meo. Vòng tai của cô là đạo cụ, tựa như không dùng được, như vậy xem ra, cho dù trước đó lấy ra đạo cụ cũng vẫn sẽ bị phong ấn. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Quan Nhã, mèo Quan Nhã bình tĩnh nhất, ở lúc bà vương gọi con à, liền cất bước bốn cái chân yên lặng lui về phía sau con à ra đi mẹ mang đến hai cô nương xinh đẹp cho con cuối cùng có cô gái cho con giải buồn rồi con à chính là không quản được sắc tâm mới rơi vào kết cục hôm nay cô nàng này da non thịt mềm bộ dạng rất xinh xắn con con còn chờ cái gì bà vương thanh âm già nua khàn khàn một tiếng lại một tiếng giống như gọi hồn một bên khác của giếng trời cửa phòng đóng chặt mở ra mọi người không mọi mèo lập tức ngẩng cổ nhìn qua từ trong khe cửa mở ra có thể nhìn thấy giữa phòng dùng hai cái ghế gỗ đỡ một cái quan tài quan tài sơn màu đỏ tươi trên đất hỗn độn phân tán chỉ đỏ cùng với một lá bùa màu tím chỉ đỏ cùng bùa là trói buộc thứ trong quan tài bà ta vừa rồi lúc vào nhà giải trừ trói buộc mèo quan nhã thân là thám báo lập tức suy đoán ra chi tiết này két két trong quan tài truyền đến tiếng móng tay ma sát gỗ khủng bố dọa người ngay sau đó nắp quan tài văng ra rơi xuống đất một gương mặt đàn ông xấu xí thỏ ra ngũ quan thiên hướng mèo nhưng lại quả thật là mặt người dị thường xấu xí đáng sợ càng khủng bố hơn là khi hắn bỏ ra khỏi quan tài đàn mèo mới nhìn rõ đây là một con mèo to bị lột da thịt màu đỏ trần trụi bại lộ ở trong không khí con mèo lớn dài chừng một thước cái đuôi màu đỏ nhẹ nhàng vung vẩy ở sau người đoạn cuối mọc gai xương khuôn mặt của hắn dữ tợn trong mắt lóe ra hung quang khát máu cùng dâm đãng lưng trương nguyên thanh phát lạnh cảm nhận được một uy hiếp bắt nguồn từ gen, không tự giác cong lưng nhe răng, phát ra tiếng kêu gừ gừ. Mà đồng bạn khác cũng làm ra phản ứng tương tự, con mèo lớn cất bước nhẹ nhàng, ánh mắt hung tàn tập trung bảy đồng loại trong phòng. Trương Nguyên Thanh nói, mèo 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 chúng ta đã kích hoạt kịch tình, phải giết chết con mèo quái vật này mới có thể rời khỏi sáu đồng bạn mờ mịt nhìn hắn. Cho dù đã biến thành mèo, nhưng bọn họ không nghe hiểu tiếng mèo. Đúng lúc này, quan nhã luôn nhìn chằm chằm con mèo lớn màu máu, phát ra tiếng mèo kêu trong trẻo, cảnh báo, mèo meo 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 cẩn thận. Ngay sau đó, con mèo lớn máu thịt nhầy nhụa kia hóa thành tàn ảnh màu đỏ lao tới, bổ nhau về phía Lý Thuần Phong nhìn như yếu nhất. Lý Thuần Phong bày ra sự linh hoạt một con mèo nên có, dựng thẳng cái đuôi, như mũi tên nhọn lao sang một bên. Nhưng con mèo to so với hắn còn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo, vừa vô vừa cắn, liền cắn chặt cổ Lý Thuần Phong, ngẩng đầu lên, dùng sức quăng, Lý Thuần Phong phát ra tiếng kêu thê lương chương 353, nguy cơ đoàn diệt 2. Mèo đen hỏa đức tinh quân hóa thân, vừa thét chói tai cao vút, vừa tung mình nhảy lên, lao tới cắn con mèo to. Bốp, cái đuôi mang theo gai xương, như sợi roi vụt bay mèo đen, vụt hắn rơi xuống đất co giật. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ở trước mặt con mèo lớn này, đàn mèo nhỏ yếu tựa như con chuột. Mắt thấy Lý Thuần Phong sắp bị cắn đứt cổ, Trương Nguyên Thanh lao đi, tránh đi phạm vi công kích của cái đuôi con mèo to, tung người bổ nhào, hắn bổ nhào tới cổ con mèo to, mở ra răng nanh, cắn một phát lên tai con mèo to, con mèo to phát ra tiếng kêu đau, răng nanh buông lỏng, Lý Thuần Phong ngã xuống. Lông cổ của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, kinh hãi chạy sang một bên. Khi hắn chạy trốn tới bên tường, adrenaline rút lui, vô lực gục ngã xuống đất, ánh mắt dần tiêu tán, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lúc này mới một hiệp, một đội viên đã chết, con mèo to lắc đầu hai cái, chưa thể hất trương nguyên thanh ra, lập tức cúi đầu, dơ lên đệm thịt, vươn móng vuốt ra cào mạnh một cái lưng trương nguyên thanh lập tức xuất hiện vết máu có máu tươi đỏ bắn vụt ra hắn không thể không buông ra từ trên đầu con mèo to rơi xuống chạy trốn tứ chi như bay vành tai con mèo to giỏ máu tươi giận dữ đuổi theo trương nguyên thanh đột nhiên cái đuôi đau đớn là có kẻ cắn cái đuôi hắn con mèo to xoay lại cắn chặt vào cổ cật ngẫu nào ngờ đây là mèo mướp hình thể hơi béo da thô thịt dày răng nanh sắc bén chưa thể lập tức cắn rách làn da con mèo to ngẩng đầu lên, lắc đầu một lần nữa. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh giết trở về, lao về phía sau lưng con mèo to, mà mèo nữ vương cùng mèo quan nhã từ bên trái tấn công, hỏa đức tinh quân cùng ly, ly nguyên thượng thảo từ phía bên phải tiến công. Đàn mèo ùa lên, bọn họ không có đường lui, con mèo người này một hiệp đã cắn chết Lý Thuần Phong, lúc này bất cứ sự lùi bước cùng do dự nào, đều sẽ khiến đội ngũ đoàn diệt. Con mèo to mặt người ngoạm mèo mướp, đứng thẳng mà đi, đệm thịt bắn ra vuốt sắc, móng vuốt hai bên phân biệt nhấn một cái, đè lại mèo nữ vương cùng mèo ly ly nguyên thượng thảo, tiếp theo quất cái đuôi. Bốp, Trương Nguyên Thanh nhảy lên cao cao tựa như một quả bóng tennis, bị quật chúng đập lên trên tường. Hắn suy sụp rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, ngực bụng có thêm vài lỗ thủng, ồ ồ trào máu. Quan nhã chưa gặp công kích, dùng vuốt sắc ở trên thân mèo mặt người cào ra từng vết máu. Mà hỏa đức tinh quân thì cắn vào bụng mèo mặt người, cắn xuống một khối thịt nhỏ mèo mặt người thét chói tai thê lương, thân thể xoay tròn, kéo cái đuôi quất bay mèo đen, tiếp theo hướng quan nhã thỏ đầu cắn. Nhưng quan nhã quấy đuôi lui về phía sau, suýt soát vừa đủ tránh được răng nhọn của hắn. Mèo mặt người đành phải rụt đầu, nhổ ra mèo mướp béo nửa chết nửa sống, dư móng vuốt phải ấn ly ly nguyên thượng thảo, dùng sức vung đầu, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ ly ly nguyên thượng thảo gãy. Một tiếng rắc này, khiến toàn bộ mèo trong lòng căng thẳng. Mèo mặt người thuận miệng vứt ly ly nguyên thượng thảo đến một bên. Ly nguyên thượng thảo tê dại trên mặt sàn tứ chi co giật bụng kịch liệt thở dốc mắt thấy không còn mấy phút để sống trương nguyên thanh ghé vào bên tường tâm tình chìm vào đáy vực lý thuần phong giờ phút này đã hít vào nhiều thở ra ít Ly nguyên thượng thảo bị cắn đứt cổ nhắm chừng chết sẽ so với lý thuần phong càng nhanh hơn hỏa đức tinh quân bị gai xương quật hai lần bản thân bị thương nặng không thể chiến đấu mà tình huống của mình cũng không khác lắm trước mắt chưa bị thương chỉ có quan nhã cùng nữ vương mà người sau bị đè dưới vuốt mèo, có thể chiến đấu chỉ có quan nhã. Đây là hướng đi của đoàn diệt, sau khi cắn đứt cổ Lily li Nguyên Thượng Thảo, mèo mặt người chưa tiếp tục công kích quan nhã, mà là cúi đầu, ở trên thân mèo nữ vương không ngừng ngửi, cánh mũi co rúm, nó muốn chơi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên cảm giác không tốt, một giây sau, dự cảm trở thành sự thật, theo mèo mặt người khẽ hít người, trong túi da phồng lên của hắn thỏ ra một cây, súng, dài nhỏ màu đỏ đậm, phần đầu có gai thịt nhỏ dày. Mèo nữ vương tựa như cảm ứng được cái gì, kịch liệt giấy ruộng bò dậy, phát ra tiếng thét chói tai sắc bén. Mèo đen hỏa đức tinh quân giấy ruộng muốn đứng lên, nhưng mất máu cùng đau đớn khiến hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu phẫn nộ mà không làm gì được. Lúc này, bà vương đứng ở dưới giếng trời quan sát, cười nói. Cô nương, đừng phản kháng, con ta ở nơi quỷ quái này đợi rất nhiều năm rồi, nó rất tịch mịch, xin cô thương xót, để con ta tiêu khiển một chút, nó sẽ không hại cô những người này đều phải chết, nhưng cô có thể không cần chết. chương 354, Nguy cơ đoàn diệt 3 Nữ vương thét trói tai thê lương, trong ánh mắt của cô lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Quan nhã cong lưng lên, tạo thế muốn vồ, mèo mặt người nhe răng với cô, phát ra uy hiếp, đồng thời cong lưng lên, hạ thân tới gần nữ vương. Quan nhã tạo thế muốn vồ, mèo mặt người lập tức dừng lại, một lần nữa nhe răng với cô. Hai bên bắt đầu rằng co, ánh mắt quan nhã liên tiếp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, lúc này cô nếu xông lên vậy vận mệnh của nữ vương có thể sẽ chuyển rời đến trên thân cô hình thể tốc độ cùng lực lượng của mèo mặt người đối với bọn họ lúc này mà nói là không thể chiến thắng cô đang kéo dài thời gian để mình nghĩ biện pháp trương nguyên thanh xem hiểu ý tứ quan nhã ý niệm của hắn nhanh chóng chuyển động trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phương pháp phá cục đạo cụ không thể sử dụng bằng không có thể dùng chảy phục ma tịnh hóa phá giải nguyên rủa vật lộn cũng không có phần thắng trong linh cảnh nhắc nhở không có biểu hiện thời gian nguyền rủa cũng chính là nói nguyền rủa này là không có thời gian hạn chế sẽ kéo dài mãi phải nghĩ cách phải nghĩ cách trong lòng hắn gấp muốn chết nhưng càng gấp càng nghĩ không ra biện pháp lúc này trương nguyên thanh thấy bên tường đối diện lý thuần phong sắp chết gian nan quay đầu ngẩng đầu lên ra hiệu hắn nhìn xác mèo treo trên xà nhà xác mèo linh cảm giống như tia chớp bổ vào trong đầu trương nguyên thanh ngọn nguồn nguyền rủa là cái gì trong phương án vượt bản liên quan Trần âm dương chưa nói tới nguyền rủa biến thành mèo cũng không giống bà vương nói như vậy bắt nguồn từ hậu nhân của âm dương tán nhân môi giới của nguyền rủa là cái gì đồng đội không uống trà cũng biến thành mèo cho nên không phải nước trà là xác mèo trên xà nhà trương nguyên thanh cố nén đau đớn cùng mệt mỏi bò dậy không quá nhanh nhẹn lao về phía cột trụ trong đệm thịt nhô ra móng vuốt gian nan dọc theo cây cột trèo về phía xà nhà bà vương dưới giếng trời biến sắc hẳn kêu lên, con à, mau, mau giết hắn." Mèo mặt người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đang leo trèo, lập tức bỏ lại nữ vương, bắn nhẹ một cái, liền nhảy tới trên cột, nhanh chóng đuổi theo Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ra đầu phát tê, nguy cơ tử vong khiến adrenaline của hắn tăng vọt, tung người nhảy. Hắn vừa nhảy lên, vị trí ban đầu đã bị mèo mặt người thay thế. Trương Nguyên Thanh ở không trung mở ra tứ chi, móng vuốt suýt soát vừa đủ ôm lấy thân thể một cái xác mèo lột ra lúc này mới chưa ngã xuống. Hắn nhanh chóng dọc theo xác mèo leo lên trên, mở ra răng nanh bén nhọn, phụt một tiếng cắn đứt dây thừng. Hai con mèo cùng nhau rơi xuống, theo xác mèo rơi xuống, vô hình chung, trận thế nào đó giống như bị đánh vỡ, trong phòng khách nổi lên trận gió âm hàn. Mèo mặt người trên cột rơi xuống, đau đớn lăn lộn, mặt người của nó nhanh chóng hóa mèo, biến thành con mèo quái dị rõ đầu rõ đuôi. Lý trí vốn không nhiều trong con người bị điên cuồng cùng khát máu thay thế trong máu thịt của nó mọc ra gai xương rậm rạp, trong vài giây, nó trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm đáng sợ. Nó chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ gừ gừ. Bà Vương biến sắc hẳn, vấp pháp chạy qua, con à, mau, mau về trong quan tài. Mèo mặt người, không, quái miêu nghe được tiếng, xoay phát đầu lại, bổ ngã bà Vương, răng nanh sắc bén cắn cổ mẫu thân. Rác, xương cổ gãy, máu tươi đỏ sẫm phun trào ra móng vuốt con mèo lớn đè thân thể bà vương bắt đầu nhanh chóng gặm cắn tay chân bà vương co giật một trận rất nhanh đã không nhúc nhích nữa mà lúc này trương nguyên thanh nghe thấy xương cốt bản thân nổ vang lông mèo lùi về lỗ chân lông đệm thịt dần hóa thành bàn tay quan nhã cầm lên quần áo của mình bỏ chạy quay đầu thấy nữ vương lông mèo co lại chưa hết kinh hồn cô lại kéo quần áo tiến lên cho mèo nữ vương một cái tát mèo nữ vương lúc này mới bừng tỉnh phát hiện thân thể bắt đầu khôi phục lập tức cắp quần áo lên theo quan nhã xuyên qua giếng trời lao vào phòng rốt cuộc đã xong trương nguyên thanh lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai nữ đồng đội mười mấy giây sau tay chân hắn biến thành ngón chân cùng ngón tay lộ ra một lần nữa biến thành hình người nguyên rủa rút lui rồi lý thuần phong bên tường ly ly nguyên thượng thảo bên giếng trời hỏa đức tinh quân bên cạnh bàn đều đã trở về hình người cả người trần trụi nhưng thương thế của bọn họ cũng chưa khôi phục vẫn thở hổn hển như cũ con mèo to lớn phát hiện biến hóa phía sau, quay cái đầu dính đầy máu tươi, thấy Trương Nguyên Thanh đang đứng dậy. Nó nháy mắt nhe răng nhanh, răng nhọn trắng nhởn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, treo sợi thịt. Con mèo to bỏ lại xác bà Vương, hóa thành tàn ảnh bổ nhào tới. Lúc này lại nhìn, liền cảm thấy nó thật sự quá yếu. Trương Nguyên Thanh bước lên trước một bước, bóp chặt cổ con mèo to, một bàn tay khác triệu hồi ra lưỡi dao khát máu. Chương 355, nguy cơ đoàn diệt 4. Mà khi hắn chuẩn bị cắm lưỡi dao khát máu vào con mèo quái dị, bỗng nhiên nhớ tới ma quân nói, nếu như ta có thể ngăn trở sắc đẹp cùng sát ý, có lẽ có thể hữu hiệu phát hiện nhiệm vụ ẩn. Sắc đẹp có thể lý giải, nhưng ngăn cản sát ý là có ý tứ gì? Loại phó bản này có thể không giết chóc sao? Khẳng định không phải chỉ trận doanh hợp pháp cùng tà ác giết chóc, bằng không ma quân không sống sót được, không có khả năng vượt qua nhiệm vụ trần âm dương. Không giết chóc, có thể chỉ là không giết quái vật trong phó bản hay không? Trương Nguyên Thanh giơ quái vật lên, đập mạnh xuống đất một cái. Quái vật nháy mắt an tĩnh lại, ngực bụng phập phồng, lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Lúc này, quan nhã và nữ vương quần áo đầy đủ từ trong phòng đi ra, hai người nhìn lướt qua Trương Nguyên Thanh trần chuồng, liền thu hồi ánh mắt, quan nhã bước nhanh đi tới, đi thẳng về phía Lý Thuần Phong. Cô ngồi xổm bên cạnh Lý Thuần Phong gần chết, trong tay có thêm một ống tiêm, trong ống tiêm là chất lỏng màu vàng nhạt. Quan nhã đâm ống tiêm vào tính mạch cổ Lý Thuần Phong, bơm vào nửa ống chất lỏng màu vàng, tiếp theo, lại mang nửa ống chất lỏng còn lại phân biệt tiêm vào cho hỏa đức tinh quân cùng cật ngẫu, sao chị không tiêm cho cậu ta. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ly ly nguyên thượng thảo, thiếu niên mộc yêu rên rỉ một tiếng, mở mắt, ngồi dậy nói, tôi không cần, tôi có kỹ năng hồi phục. Mộc yêu ở trước cái chết, sẽ tự động kích phát sống lại, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn vặn vẹo cổ, phát ra tiếng rắc rắc, ta đã sớm sống lại, vừa rồi đang giả chết. Lúc này, ba người Lý Thuần Phong hỏa đức tinh quân cùng cật ngỗ đều đứng dậy. Sinh mệnh nguyên dịch, cô thế mà có sinh mệnh nguyên dịch, cho dù là bị pha loáng, nhưng thứ này là vật tư chiến lược của ngũ hành minh. Lý Thuần Phong cảm kích nói, đa tạ đa tạ, địa vị cô gái này ở chính phủ chỉ sợ không thấp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã chết, cái này con mẹ nó chính là phó bản cấp A. Vậy cấp S là khó bao nhiêu? Hỏa đức tinh quân thì không nghĩ nhiều như vậy, hùng hổ liệt một câu, tiếp đó hướng quan nhã cảm tạ, ông đây nợ cô một cái mạng, nhất định trả lại cô. Quan nhã nhìn quét đàn ông trần chuồng đầy một phòng, cười mỉm nói, còn không mau mặc quần áo vào, mấy con sâu lông lộ ra quang vinh lắm. Đợi mấy người mặc quần áo, nữ vương khẽ thở vào một hơi, tới bên cạnh trương nguyên thanh, thấp giọng nói. Đa tạ, nếu không phải cậu phá giải nguyền rùa, tôi thật không dám tưởng tượng mình vừa rồi sẽ gặp phải cái gì. Cô đừng sinh ra ám ảnh tâm lý đối với đàn ông là được rồi, trương nguyên thanh không kể công nói là lý thuần phong cho nhắc nhở lý thuần phong nói vật trung gian của nguyền rủa là sắc mèo chúng nó hình thành một trận pháp nguyền rủa tôi đã sớm nghĩ tới nhưng mấy người bận ứng phó con quái vật này chưa có ai chú ý nói xem cậu còn giữ nó làm cái gì giết đi giữ lại nó đã tôi muốn làm thực nghiệm trương nguyên thanh nhìn quét mọi người nói tính tới trước mắt tôi còn chưa thu được linh cảnh nhắc nhở mọi người thì sao các đồng đội đều lắc đầu xem ra là không có nhắc nhở, loại phó bản này phiền toái nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài, quan nhã từ trong túi lấy ra một con búp bê hình người, nói chúng tôi vừa rồi ở trong phòng phát hiện cái này. Con rối này là cỏ bệnh thành, chế tác thô giáp, cả người cắm đầy kim nhỏ, mặt trước dán một tờ giấy, viết từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi, Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói, ở trong linh cảnh cấp S đầu tiên tôi trải qua, Tin tức phó bản là muốn linh cảnh hành giả tự mình đi suy luận và giải mật mã, Trần Âm Dương này thoạt nhìn cũng thế. Cũng may bà Vương này cho tin tức đã đủ nhiều, chúng ta nhìn lại một lần đi. Chẳng qua, tôi dùng nó làm thực nghiệm trước, nói xong, sách lên con mèo to nửa chết nửa sống, đi về phía căn phòng. Hắn muốn làm gì, mọi người nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo. Trương Nguyên thanh sách theo xác mèo, bước qua bậc cửa, vì phòng ngừa con quái vật này giả chết, hắn vung lên đập về phía bậc cửa. Con mèo lớn lột ra đã bị thương nặng, tứ chi giấy mạnh một cái, tựa như lại ngất đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới yên tâm ném con mèo to vào quan tài, lại cúi người nhấc lên nắp quan tài, một lần nữa bịt lại. Lúc này, các đồng đội đi theo vào phòng, phát hiện con mèo quái dị lột ra không còn bóng dáng, lại nhìn thấy nắp quan tài đóng lại, quan nhã kinh ngạc nói. Sao cậu lại nhốt trở về rồi? Cũng nói là thực nghiệm rồi, tôi bây giờ làm sao trả lời chị được? Trương Nguyên Thanh cúi đầu, nhìn dây thừng đỏ cùng lá bùa tím phân tán trên mặt đất, nói. Lý Thuần Phong, anh biết những thứ này là cái gì không? mươi 356, quan nhã của ngươi nhỏ thực không tệ, một. Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Phong, vị học sĩ tri thức uyên bác này sờ cầm, quay chung quanh quan tài đánh giá một phen, lại nhặt lên lá bùa cùng dây thừng đỏ trên mặt đất, ngửi ngửi, đưa ra suy đoán. Dây thừng đỏ khoa oán, bùa tím dưỡng sát, kỳ, cái quan tài này đã là phong ấn, lại là giường ấm nuôi dưỡng quái vật. Không hổ là học sĩ, cơ sở dữ liệu di động. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, anh có thể mang dây thường đỏ cùng bùa tím phục hồi như cũ không? Lý Thuần Phong nói, phục hồi như cũ? Không, cậu hiểu lầm rồi, tùy tiện buộc, không có chú ý. Tùy tiện buộc, tôi còn tưởng phải như bắn ống mực, bắn đầy cả cái quan tài, bắn thiếu một lần sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trương Nguyên Thanh thấy Lý Thuần Phong nhặt lên dây thường đỏ, vội tiếp nhận. Để tôi đi, lúc này hắn mang dây thường đỏ quấn quanh ở mặt ngoài quan tài sơn đỏ, thắt nút lại, sau đó nhặt lên lá bổ tím, ở dưới Lý Thuần Phong ra hiệu, dán ở trên quan tài. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Các đồng đội mờ mịt nhìn hắn, ở khoảnh khắc Trương Nguyên Thanh dán lên lá bổ tím, bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở chỉ có hắn có thể nghe thấy. Tinh, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn xác mèo vĩnh hằng 1 phần 3. Xác mèo vĩnh hằng, đây là một quái vật bị nguyền rủa nó không có lúc nào là không tản ra lực nguyền rủa tuyệt đối đừng tới gần hắn, sẽ bị nguyền rủa ô nhiễm, biến thành mèo hoang. Ghi chú ta muốn khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đạo cụ nhiệm vụ, một khối ngọc vỡ, thật sự kích hoạt nhiệm vụ ẩn rồi, phỏng đoán của mình không sai, khắc chế giết chóc theo như lời ma quân chỉ là ý tứ này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, dựa theo ma quân phỏng đoán, đạo cụ của nhiệm vụ ẩn là âm dương tán nhân để lại, vị nhân vật trong truyền thuyết kia cấp bậc không thấp, không biết sẽ có đạo cụ gì lưu lại, nếu là đạo cụ loại quy tắc, vậy lãi to rồi trương nguyên thanh áp chế vui sướng cùng chờ mong trong lòng rời sức chú ý về bản thân nhiệm vụ ẩn quái vật này là bị ai nguyền rủa căn cứ ghi chú nhắc nhở người hạ nguyền rủa đối với hắn có oán hận khắc cốt ghi tâm muốn cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh ta biết rồi cho nên không cần giết con mèo lớn lột ra bởi vì giết hắn ngược lại khiến hắn siêu thoát trái với ý nguyện của kẻ nguyền rủa như vậy xem ra nhiệm vụ ẩn chỉ hướng là kẻ nguyền rủa nhưng kẻ nguyền rủa sẽ là ai đây? Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ, nói với các đồng bạn, suy đoán của tôi đã được nghiệm chứng, kế tiếp, chúng ta đến nhìn lại một lần đi. Hỏa Đức Tinh Quân lười động não, gọn gàng dứt khoát nói cậu là đội trưởng, cậu nói trước. Người khác đều gật đầu, trải qua vừa rồi cùng chung hoạn nạn, sức ngưng tụ của đội ngũ tăng cường rất nhiều, tín nhiệm nảy sinh ở trong lòng nhau. Trương Nguyên Thanh tìm từ vài giây, nói, đầu tiên từ câu chuyện bối cảnh Trần Âm Dương bắt đầu đi, Câu chuyện vừa rồi bà Vương kể, mọi người đều nghe rồi. Câu chuyện này có bộ phận là chân thật, nhưng cũng có thành phần giả dối, ví dụ như nguyền rủa của hậu nhân âm dương tán nhân. Tôi từng xem vài phần phương án vượt bản trấn âm dương, mấy đám linh cảnh hành giả trước vào phó bản, chưa nhắc tới chuyện nguyền rủa mà bọn họ cùng cư dân trong thôn trấn là có tương tác, chuyện lớn như vậy, sớm nên đào ra rồi. Cho nên, nguyền rủa bà Vương nói là giả, nhưng nguyền rủa biến thành mèo quả thật tồn tại. Mà người bị nguyền rủa này, chính là con trai của bà ta. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quan tài sơn đỏ, đồng đội khác vừa nghe vừa gật đầu, tán đồng Trương Nguyên Thanh phân tích. Có đạo lý, quan nhã gật đầu, nói hơn nữa chị bổ sung một lần, nguyên rủa biến thành mèo hẳn là chỉ có kích hoạt bà Vương Tuyến này mới được. Linh cảnh hành giả trước kia đi không phải đoạn kịch tình này. Cô hướng Trương Nguyên Thanh mỉm cười, cậu tiếp tục nói. Thân là thám báo, năng lực quan sát, phân tích của cô mạnh hơn Trương Nguyên Thanh rất nhiều, nhưng loại cơ hội tạo uy vọng đội trưởng này, cô đương nhiên sẽ không tranh đoạt, nhiều nhất ở bên cạnh tìm sơ hở bù lại. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, như vậy nguyền rủa con trai bà ta là đến như thế nào? Nữ vương đảo mắt, nhớ tới cái gì, dành trả lời, bà vương từng nói, con của bà ta là không quản được sắc tâm, mới lưu lạc tới kết cục hôm nay. Dứt lời, trừ hỏa đức tinh quân, mọi người đều nhìn về phía bù nhìn trong tay quan nhã. Có thể bị bà vương làm thành bù nhìn nguyền rủa oán hận như thế, từ tú nhi này nhất định làm chuyện khiến bà ta không thể tha thứ. Lại kết hợp lời bà Vương từng nói, cùng với cảnh mộ của con trai bà. Tôi biết rồi, hỏa đức tinh quân mãi mới phản ứng lại, hưng phấn nói là từ tú nhi này nguyền rủa con trai bà ta, nhưng từ tú nhi là ai? chương 357, quan nhã của người nhỏ thực không tệ hai Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, trong thôn trấn chỉ có 6 người, ai họ từ? Ai vậy? Hỏa Đức Tinh Quân hỏi ngược lại. Trương Nguyên Thanh suýt nữa thốt ra một câu má mi, nói từ quả phụ hỏa đức tinh quân bừng tỉnh đại ngộ nếu người hạ nguyền rủa là từ quả phụ như vậy nhiệm vụ ẩn chỉ hướng chính là cô mục tiêu rất rõ ràng trương nguyên thanh không khỏi nhớ tới ma quân cảm khái giết chóc và sắc đẹp như vậy xem ra ma quân loại háo sắc mang đời đời con cháu giải khắp nơi này khẳng định đã làm chuyện gì không thể miêu tả đối với từ quả phụ thanh niên mặt tròn cật ngẫu phấn chân nói vậy mục tiêu một bước tiếp theo của chúng ta rất rõ ràng rồi chính là từ quả phụ này việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng xuất phát phải vượt ở trước trận doanh tả ác đi xong kịch tình chi nhánh đến quảng trường trung tâm thôn trấn người khác vẻ mặt hưng phấn chỉ có quan nhã nhíu mày ánh mắt đặt ở trên người trương nguyên thanh trương nguyên thanh nói từ quả phụ khẳng định phải đi tìm nhưng có một việc tôi không nghĩ thông lý thuần phong anh hiểu biết nhiều nhất kiến thức uyên bác nhất anh cảm thấy chỉ bằng xác mèo treo bên ngoài có thể hoàn thành một cái nguyền rủa cường đại sao Mọi người không biết hắn vì sao có câu hỏi này. Lý Thuần Phong ngẩn ra một phen, lâm vào trầm ngâm. Mười mấy giây sau, hắn vỗ mạnh đầu, nói cái này không đúng nha, cái này không đúng nha. Cái gì không đúng, không đúng chỗ nào. Thấy Lý Thuần Phong bộ dáng như được thức tỉnh, hỏa đức tinh quân vội nói. Cậu nói rõ ràng đi, Lý Thuần Phong trầm giọng nói. Xác mèo là trung gian, nhưng không phải ngọn nguồn nguyền rủa tựa như vu cổ sư ở lúc nguyền rủa mục tiêu, sẽ nghĩ cách kiếm được ảnh chụp, ngày sinh tháng đẻ, máu thịt ra tóc các thứ của hắn, mấy thứ này là vật trung gian, mà ngọn nguồn thật sự, là lực lượng của vu cổ sư. Ngọn nguồn lực lượng chúng ta biến thành mèo ở nơi nào? Tôi vốn tưởng là bà Vương, nhưng bà Vương rõ ràng là người thường, bằng không sao có thể dễ dàng như thế bị cắn chết. Mặt khác, bù nhìn cũng là chứng minh, mọi người nhất thời nhìn về phía bù nhìn trong tay quan nhã. Đây là một con bù nhìn bình thường, thủ pháp nguyền rủa ngây thơ buồn cười bà Vương nếu là vô cổ sư, sẽ không làm ra loại bù nhìn sứt sẹo này. Lý Thuần Phong nói, Lily li Nguyên Thượng thảo lặng lẽ ít lời nói, quả thật là điểm đáng ngờ, nhưng cái đó và nhiệm vụ kịch tình có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại vấn đề của Lily li Nguyên Thượng Thảo, nói. Đương nhiên là có quan hệ, không làm rõ toàn bộ điểm đáng ngờ, bây giờ nhìn không có gì, đợi tới giai đoạn sau của phó bản, có thể sẽ bởi vì tin tức tranh lệch, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thậm chí mất đi cơ hội lật ngược thế cờ phó bản độ khó càng cao, càng không thể làm người mù cùng kẻ điếc, nhất định phải truy hỏi tới cùng. Thân là kẻ vượt qua cấp S, ý kiến của hắn thắng được mọi người tôn trọng. Lily Ly Nguyên thượng thảo chậm rãi gật đầu, tán đồng cách nói của đội trưởng. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, tốt, trở lại chuyện chính, nếu, tôi là nói nếu, phát ra lực lượng nguyền rủa là con mèo này trong quan tài, trên logic có phải liền hợp lý hay không? Cái này cũng phụ họa nhắc nhở trong nhiệm vụ ẩn, phát ra nguyền rủa là mèo lý thuần phong ngẫm nghĩ mắt sáng lên đúng vậy người bố trí nghi thức này chính là nhìn chúng một điểm này cho nên mượn dùng con mèo nguyền rủa a à, tôi gọi hắn con mèo nguyền rủa đi cho nên mượn dùng lực lượng con mèo nguyền rủa bố trí nghi thức để người tiến vào phòng đều bị nguyền rủa trương nguyên thanh nói nhưng nếu như vậy vấn đề lại tới rồi là ai bố trí nghi thức xác mèo bà vương rất hiển nhiên là người thường sau lưng nhất định có người dạy bà ta là từ tú nhi thanh niên mặt tròn cật ngẫu suy đoán không, Trương Nguyên Thanh lập tức phủ quyết. Vì sao, cật ngỗ không phục, đám người nữ vương cũng ném ánh mắt nghi hoặc về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh chậm rãi, nói ra ý nghĩ của mình. Bố trí nghi thức xác mèo cùng quan tài nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa hẳn là cùng một người dạy. Mọi người nghĩ một chút, hai thứ này tác dụng là cái gì? Nữ vương tiếp nhận đề tài, quan tài là phong ấn cùng nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa xác mèo là thu thập lực lượng nguyền rủa Trương Nguyên Thanh lắc đầu, xác mèo còn có một tác dụng, chính là ngăn chặn nguyền rủa trên thân con mèo nguyền rủa ngăn chặn nó điên cuồng cùng khát máu. Nghe được lời này, mọi người bỗng nhiên nhớ tới hiện tượng sau khi xác mèo nghi thức bị phá, con mèo nguyền rủa biến thành hung ác điên cuồng, thô bạo, đánh mất lý trí. Lý Thuần Phong bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, sự tồn tại của quan tài và xác mèo là vì áp chế con mèo nguyền rủa đồng thời lại nuôi dưỡng nó, nếu mấy thứ này là xuất phát từ tay bà Vương, vậy liền có thể lý giải. Bà ta muốn trông con trai, che chở con trai, không để hắn biến thành quái vật rõ đầu rõ đuôi. Nhưng từ góc độ kẻ thù mà nói, khẳng định là đối phương càng thống khổ càng điên cuồng, cô ta mới càng giải hận. Chương 358, quan nhã của ngươi nhỏ thực không tệ ba. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cho nên nguyên rủa cùng bố trí nghi thức sắc mèo, ra từ tay người khác nhau. Người hạ nguyên rủa là Từ Tú Nhi, vậy chỉ đạo bà Vương bố trí sắc mèo cùng quan tài là ai đây? Hắn nàng sao cùng mẹ con bà Vương là quan hệ gì, ở trong đó sắm vai nhân vật gì. Trong đầu mọi người hiện lên một nhân vật, hỏa đức tinh quân hiếm thấy đuổi kịp bước chân suy nghĩ, nói. Hẳn là một trong năm người hiện có, có thể có bản lãnh này, có thể là vị Pháp sư kia triệu viên ngoại mời đến hay không. Quan nhã tán dương gật đầu, cười nói, phó bản này càng lúc càng thú vị, giữa sáu người ở lại trong thôn chấn, rốt cuộc có quan hệ thế nào. Trong sự kiện dân cư thôn chấn sói mòn, bọn họ lại sắm vai nhân vật gì. Nhìn lại đến nơi đây, trương nguyên thanh nên nói đều đã nói xong nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đi tìm từ quả phụ đi các đồng đội không có ý kiến nữ vương vuốt vòng tròn bên tai trái thản nhiên nói tuy vừa rồi nguy cơ trùng trùng suýt nữa đoàn diệt nhưng tôi rất có lòng tin đối với nhiệm vụ kế tiếp loại phó bản yêu cầu cao độ này chúng ta phân tích rất thấu triệt rất rõ ràng không có quá nhiều mê mang cùng khó hiểu chỉ cần không mê mang đường khó đi nữa tôi cũng có lòng tin hỏa đức tinh quân tỏ vẻ đồng ý hắn kinh ngạc bởi phó bản phức tạp như vậy, các đồng đội lại có thể phân tích rõ ràng minh bạch, đều là người rất có đầu óc nha. đặc biệt nguyên thủy thiên tôn này mê mang chiêu số lại khó đi, ta cũng có tin tưởng. hỏa đức tinh quân tỏ vẻ đồng ý. hắn kinh ngạc cho như vậy phức tạp phó bản đội hữu nhóm lại có thể có thể phân tích minh rõ ràng bạch đều là rất đầu não nhân a. hơn nữa này nguyên thủy thiên tôn tuy ở trong chiến đấu vừa rồi hắn chưa biểu hiện ra chiến lược quá chói mắt, nhưng trong việc nhìn nhận lại ở sau đó vị thiên tài chính phủ liên tục vượt qua hai cái cấp S này đã bày ra nhạy bén cùng trí tuệ khiến hỏa đức tinh quân tán đồng. Ba người cật ngẫu Lý Thuần Phong cùng Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chưa nói gì, nhưng đối với chỉ lệnh đội trưởng phát ra chấp hành theo bản năng, xoay người đi ra khỏi phòng. Đoàn người đi về phía giếng trời ngoài phòng, quan nhã cùng Trương Nguyên Thanh tụt lại phía sau, lão ti cơ cười tủm tỉm nói. Không tệ, Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại, liền thấy lão ti cơ di chuyển ánh mắt xuống, khóe miệng nhếch lên, rất không tệ má trương nguyên thanh nóng lên hiếm thấy lộ ra nét xấu hổ hắn dù sao chỉ là một sinh viên chưa từng có bạn gái thuộc loại chim non ngoài miệng vĩnh viễn không chịu mềm khi đau thật thương thực liền nhát gan bình thường đùa giỡn múa mép khua môi lái xe với lão ti cơ là cực hạt nhưng vừa rồi bại lộ vượt qua điểm mấu chốt tâm lý của sinh viên lúc này bị bình đầu luận chân liền cảm giác ra mặt có chút ăn không tiêu thấy hắn xấu hổ quẫn bách quan nhã đắc ý cười lên cảm giác vẫn là mình kỹ năng cao hơn một bậc Cười cái gì mà cười? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh cố gắng chống đỡ nói, vậy chị hài lòng chưa? Có bị dọa hay không? Tôi rõ ràng từ ánh mắt chị thấy được chấn động cùng ngoài ý muốn. Quan nhã cười ha ha nói, chị khẳng định sẽ không mang nhóc của cậu công bố ra ngoài, nhưng nữ vương thì không nhất định, nữ nhân đều lắm chuyện, vừa rồi cô ấy nhìn cậu tận vài lần. Trương Nguyên thanh suýt nữa muốn đuổi theo nữ vương, thảo luận vấn đề phí bịt miệng. Hắn cũng không muốn chờ sau khi rời khỏi, phát hiện các diễn đàn hành giả chính phủ đều đang thảo luận, nhóc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là gánh nặng một người trẻ tuổi 21 tuổi không thể thừa nhận. Tiệm thợ rèn, Lý Hiền Tông ngồi bệt trên mặt đất, há mồm thở dốc. Cả người hắn máu tươi đầm đìa, cánh tay trái hiện ra vặn vẹo, trên người có nhiều chỗ vết đao chém, vật cùn đánh bị thương. Năm đồng bạn khác cũng chẳng chịt vết thương, hoặc nằm ở trên mặt đất, hoặc ngồi dựa vào tường, tham lam hít thở không khí. Quanh bọn họ, là bệ rèn đổ nghiêng, là lò lửa dạn nứt, là than củi phân tán đầy đất, là đồ sắt gãy cùng với thợ rèn vương đầu bị chém xuống. Hắn ngã ở trên một đống than lửa đỏ lên, máu tươi hòa vào lửa than, cách mấy mét là cái đầu bị Lý Hiền Tông tự tay chém xuống. Trừ thợ rèn vương, còn có một cái xác tráng hán đầu chọc. Người trung niên khô gầy chống đầu gối đứng dậy, đá cái xác tráng hán đầu chọc, hùng hổ mắng. Vậy đã chết à, tao còn chưa biết tên của hắn đâu. Lý Hiền Tông thở hồn hển, nhếch miệng cười nói, vì sao phải biết tên. Chúng ta loại người này, liếm máu trên lưỡi dao, thời điểm nên chết tự nhiên sẽ chết, chết có ý nghĩa. Chương 359, cơ chế kích hoạt quả phụ 1. Đúng thế, nếu biết tên, vậy chính là bạn bè rồi, cần gì chứ? Hê hê, chết rồi cũng tốt, chết sớm siêu thoát sớm, rời xa thế giới khốn kiếp này. Mấy đồng bạn khác cười hề hề phụ họa, bọn họ không để ý sống chết, kẻ địch, người không liên quan, bao gồm chính mình. Người đắm chìm vào giết chóc, đối với cái chết có sự chết lặng người thường không có. Lý Hiền Tông hướng tới người trung niên khô gầy phất tay, nói: "Mày vào cửa hàng nhìn xem, bên trong hẳn là có manh mối." Người trung niên khô gầy lập tức vào chỗ sâu trong cửa hàng, vài phút sau quay về, ngạc nhiên nói: "Lão đại, gian cửa hàng này có chút cổ quái. Sân sau của tiệm thợ rèn có hai gian nhà lớn, gian phòng bên phải là khu vực sinh hoạt của thợ rèn, bên phải là kho hàng chất đống đồ sắt." Người trung niên khô gầy trước dẫn theo đám người Lý Hiển Tông tới kho hàng chất đầy đồ sắt, đẩy ra cửa kho phủ đầy bụi đã lâu, một mùi rỉ sét rất nặng nề đập vào mặt. Lý Hiển Tông bước qua bậc cửa, tiến vào kho hàng, ánh mắt trầm ổn đảo qua kho hàng. Chỉ thấy trong kho hàng bầy đủ loại dụng cụ hành hình, trong mấy thứ này có dao cạo, kim thép, cái vợt, bàn ủi, gông đứng, ghế hùm vân vân. Lý Hiển Tông nheo mắt, cái này không giống với dụng cụ hành hình của Ikawa cô gái biến thái kia, đồ vật trong kho hàng, là dùng để tra tấn người ta, dụng cụ hành hình thật sự. Đại đa số chúng nó đã phủ đầy cho bụi, loang lổ vết gì, còn có cái vô cùng mới tinh, như là vừa chế tạo không lâu. Nếu ngươi không phải đặc biệt đối với hắn mỗi một câu cảm thấy hứng thú. Một tên thợ rèn, trong kho hàng vì sao sẽ có nhiều dụng cụ hành hình như vậy? Không cần tùy ý dùng chú ý nhân công năng, bởi vì chú ý lấy nói chuyện là một thanh niên cường tráng, hắn ngũ quan bình thường, khuôn mặt kiệt ngạo, nhìn qua là biết không phải loại lương thiện là loại người trẻ tuổi rất hiếu chi yến. Tiên sau, hắn toàn bộ phát thiếp hồi thiếp đều đã lấy thông báo phương thức điện thoại di động bản nhưng loại khí chất này ở trong nghề nghiệp tà ác thuộc về thường thường không có gì lạ. Đặc điểm duy nhất của thanh niên này là thiếu mất tai trái, tựa như là bị vật sắc cắt mất. Nhắc nhở của ngươi, người trung niên khô gầy nói, không chỉ như thế, bọn mày nhìn kỹ, những dụng cụ hành hình này có mới có cũ, thợ rèn vương kia còn đang không ngừng tạo ra dụng cụ hành hình. Nói xong, người trung niên khô gầy nhặt lên hai con dao cạo một cây loang lổ vết dỉ một cây lưỡi dao sáng như tuyết hắn đang lặp lại không có ý nghĩa rèn dụng cụ hành hình lý hiền tông đưa ra phán đoán như kết luận thanh niên thiếu mất tai trái nhíu mày nói logic sau lưng hành vi này là cái gì hoặc là đây chỉ là một sự cài đặt không có ý nghĩa không cần để ý tới lúc này một gã đồ âu dày ra kinh ngạc vui vẻ nói bọn mày xem tao đã phát hiện cái gì mọi người nghe tiếng nhìn lại trong tay hắn là một chiếc đinh thép màu đỏ sập, dài chừng hai tấc, màu đỏ sậm là vết máu khô. Ánh mắt Lý Hiển Tông khẽ lóe lên, từ trong tay hắn tiếp nhận đinh thép, vài giây sau, một tin tức hiện lên. Tên, Đinh Nguyền Rùa, loại hình, tiêu hao phẩm, công năng, thực linh. Giới thiệu, cái đinh thép này từng đâm thủng trái tim một vị cường giả, trước khi chết, oán niệm của cô quấn quanh ở trên đinh thép hình thành Nguyền Rùa. Toàn bộ người bị đinh thép đâm bị thương, linh hồn sẽ bị Nguyền Rùa mà tiêu vong ghi chú ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi chết oan chết uổng giống với ta. Vật phẩm tiêu hao rất yếu ớt, Lý Hiền Tông hắc một tiếng, cái này rất hợp lý, không phải sao. Xử lý một vị quái tinh anh yếu ớt, cũng nên bổ sung chúng ta một ít vật phẩm mạnh mẽ. Hắn nhìn quanh mọi người, vật phẩm tiêu hao này tao bảo quản, không có ý kiến chứ. Các đội viên khẽ lắc đầu, nghề nghiệp tà ác tôn trọng vũ lực, cường giả vi tôn, một khi xác nhận thân phận, liền có được quyền thống trị chắc chắn kẻ không phục có thể khởi xướng khiêu chiến, nhưng phải làm tốt trả giá bằng tính mạng. Mà ở trong nghề nghiệp hợp pháp, không thiếu được phải bỏ phiếu, hoặc là bàn bạc, phải trải qua được người khác phản đối. Tiếp theo, đám người Lý Hiền Tông kiểm tra qua loa mỗi một dụng cụ hành hình, đồ sắt, chưa phát hiện đạo cụ cùng tiêu hao phẩm nữa. Sau đó, đoàn người rời khỏi kho hàng, đi về phía căn nhà thợ rèn vương ở lại. Kéo kẹt, vị trí sát cửa sổ bố trí một cái giường xây bằng gạch, ở giữa là một cái bàn vuông, đối diện giường là tủ quần áo. Mọi người tìm kiếm một lúc, ở trong tủ gỗ để quần áo phát hiện một quyển sổ sách. Lý Hiền Tông Thân là đội trưởng mở ra quyển sách đóng buộc chỉ, nhìn một cái, liền nhìn về phía các đồng đội, nói ai biết chữ phồn thể. chương 360, cơ chế kích hoạt quả phụ 2. Sổ sách là dùng chữ phồn thể viết, chữ viết lại xấu, Lý Hiền Tông phát hiện trình độ văn hóa của mình không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành việc đọc. Chữ phồn thể, đám nghề nghiệp tà ác nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng người đàn ông đồ Âu dày ra bước ra khỏi hàng, nói để tôi xem chút. Lý Hiền Tông khẽ thở phào, đưa quyển sổ cho đối phương. Người đàn ông đồ Âu dày ra đọc đi đọc lại hồi lâu, cười nói, đây là thu chi của tiệm thợ rèn, tôi biết những dụng cụ hành hình này là bán cho ai rồi, là một người tên là Triệu Viên Ngoại. Nhưng số lượng trên sổ sách không quá khớp với chúng ta nhìn thấy, dụng cụ hành hình trong kho hàng quá nhiều, xa xa vượt qua số lượng Triệu Viên Ngoại đặt hàng. Số lượng không đúng, lý hiển tông nhíu nhíu mày hắn mơ hồ phát hiện đây là một tin tức tin tức phó bản tiết lộ cho linh cảnh hành giả lý hiển tông từng trải qua một lần phó bản cấp a bằng không làm sao xứng là thiên tài phó bản độ khó càng cao càng khảo nghiệm năng lực của linh cảnh hành giả rất nhiều tin tức cần tự mình đi đào móc lý hiển tông mang ý nghĩ của mình báo cho các đồng đội người trung niên khô gầy suy nghĩ một lát không quá xác định nói tao có một suy đoán chỉ là không dám khẳng định thợ rèn vương kia tựa như bị nguyền rủa tao từ trên người hắn ngửi được một tia khí tức nguyên rùa. Người trung niên khô gầy giải thích, nguyên rùa là năng lực của vu cổ sư giai đoạn thánh giả, tao còn chưa tới trình độ đó, cho nên không dám cam đoan. Tiếp đó chính là, đây là phó bản trận doanh đối kháng, có nguyên rùa tồn tại rất khác thường, cũng không kỳ quái. Nguyên rùa, phó thanh dương đánh giá tin tức, ra kết luận, nguyên rùa hắn không ngừng rèn dụng cụ hành hình. Hắn không dối dám quá lâu, tuyên bố, rời khỏi nơi này, tìm kiếm triệu viên ngoại, Hắn hẳn là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Chúng ta phải vượt ở trước trận doanh hợp pháp, đi xong nhiệm vụ phụ tuyến